Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Chú Lăng Nghiêm Kệ và Giảng Giải, tác giả Hòa Thượng Tuyên Hóa, quyển 3, Việt dịch Thích Minh Định. Ô Hồng. Kệ: Tỳ lô đảnh thượng bạch hào quang, phát thanh chấn quỷ kinh si manh, nhất thiết hàm thức giai giác ngộ, thú hướng vô đẳng bồ đề tràng. Tạm dịch: Hào quang trắng trên đảnh tỳ lô như sấm thức tỉnh kẻ ngu mù, tất cả chúng sinh đều giác ngộ, hướng về đạo Bồ Đề vô thượng. Giảng giải: Bây giờ giảng đến hội thứ hai, đệ thứ hai của chú Lăng Nghiêm. Ô Hồng tức là chữ án. Chữ án này có rất nhiều nghĩa. Có nghĩa là dẫn sinh, tức là dẫn sinh tất cả công đức. Có nghĩa là hàng phục, hàng phục thiên ma ngoại đạo. Có nghĩa là ủng hộ tất cả chánh pháp. Có nghĩa là ba thân, đầy đủ pháp thân, báo thân, hóa thân. Cho nên khi niệm chữ án thì quỷ thần đều phải chắp tay cung kính nghe mệnh lệnh, nếu không thì chúng sẽ bị trừng phạt. Chữ án như là chiếu chỉ của hoàng đế, văn võ bá quan đều phải quỳ xuống lắng nghe. Chữ án là sự thành tựu công đức. Bạn có tu hành thì niệm chữ án sẽ có cảm ứng phi thường. Nếu không có công đức, niệm gì cũng chẳng công hiệu. Do đó, việc quan trọng nhất của sự tu hành là phải có công đức, có đạo đức. Bất cứ tu pháp linh như thế nào, pháp thành tựu nhanh thế nào, nếu không có công đức tu, thì ngược lại sẽ chiêu lại phi tai hành họa, vì hộ pháp thiện thần không bội phục bạn. Bạn tụng chú muốn chi phối chúng, nhưng chúng vốn không chịu bạn chi phối. Do đó, tu đạo quan trọng nhất là phẩm đức, đạo đức, tư tưởng thuần chánh, phải có tâm từ bi hỷ xả. Bạch hào quang trên đảnh tỳ lô. Trong bạch hào quang lại thuyết pháp giáo hóa vô lượng chúng sinh. Trong đó âm thanh có tiếng mây sấm. Tiếng mây sấm lớn, tiếng sư tử, tiếng đại sư tử, đủ thứ diệu âm để diễn thuyết pháp, khiến bạn vốn không muốn nghe cũng muốn nghe, không muốn tiếp thọ cũng muốn tiếp thọ. Như sấm thức tỉnh kẻ ngu mù, làm cho chúng sinh ngu si đều tỉnh giác, giống như sấm sét đánh thức chúng sinh tỉnh mộng. Cầu danh cũng biết danh chẳng có ý nghĩa, cầu lợi cũng biết tài lợi chẳng có giá trị gì, cho nên biển khổ vô biên, hồi đầu là bờ. Tất cả hàm thức đều giác ngộ, khiến cho tất cả chúng sinh đều giác ngộ. Hàm thức tức là tất cả chúng sinh. Chúng sinh nghe Phật Pháp, thảy đều giác ngộ. Hướng về vô đẳng đạo Bồ Đề. Hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác đạo Bồ Đề, đắc được địa vị không thối lùi, niệm không thối lùi, hạnh không thối lùi, ba địa vị không thối lùi. 189. Rị sắc yết noa. Kệ: Trí quang an trụ vô kiến đảnh, kim cang bảo bộ chúng Bồ Tát, kỳ trung thượng thủ hư không tạng, xuất lãnh chư thần hộ chánh pháp. Tạm dịch: Trí quang an trụ vô kiến đảnh, kim cang bảo bộ chúng Bồ Tát, hư không tạng thượng thủ trong chúng, xuất lãnh chư thần hộ chánh pháp. Giảng giải:
lỵ sắc dịch là trí quan an trụ, cho nên nói trí quan an trụ vô kiến đảnh, kim cang bảo bộ chúng Bồ Tát. Đây là chỉ tất cả các Bồ Tát trong kim cang bảo bộ. Hư không tạng thượng thủ trong chúng. Bồ Tát thượng thủ trong chúng này là Bồ Tát hư không tạng. Xuất lãnh chư thần hộ chánh pháp. Ngài xuất lãnh tất cả hộ pháp thiện thần để hộ trì chánh pháp của Phật. Tụng trì chú Lăng Nghiêm mà hiểu rõ đạo lý của chú thì dễ phát Bồ Đề tâm. Hiện tại, mỗi câu chú tôi đều dùng đến 4 câu kệ thiển cạn, nói rõ ý nghĩa của chú. Hy vọng mọi người hiểu rõ đại ý của mỗi câu mà thọ trì đắc được trí huệ tam muội tương ưng. 190. Bát Lạc Xá Tất Đa. Kệ: Trí độ cứu kính chư Phật mẫu, Liên Hoa Pháp Bộ Di Diệu Huyền, Thiện Tai Thành Tựu Chúng Thắng Nghiệp, Trực Đáo Bảo Sở Thật Thí Quyền. Tạm dịch: Trí độ rốt ráo mẹ chư Phật, Pháp Bộ Hoa Sen Di Diệu Huyền, Lành Thay Thành Tựu Nghiệp Thù Thắng, Thẳng Đến Bảo Sở Thật Thí Quyền. Giảng giải: Bát Lạc tức cũng là Bát Nhã Ba La Mật, dịch là trí huệ đến bờ kia. Có trí huệ mới đến được bờ kia. Kinh Hoa Nghiêm nói trí huệ Ba La Mật là mẹ của tất cả Bồ Tát, cũng là mẹ của tất cả chư Phật. Bạn có trí huệ thì đến được bờ kia, đến được bờ kia mới dứt được sinh tử. Ý của câu chú này là trí huệ độ, có thể đạt đến cảnh giới cứu kính Niết Bàn. Cho nên nói trí độ rốt ráo mẹ chư Phật. Chư Phật đồng xuất từ một mẫu thể, đồng một thứ pháp. Liên Hoa Pháp Bộ Di Diệu Huyền. Đây là Tây Phương Liên Hoa Bộ, pháp di diệu không thể nghĩ bàn, huyền mà lại huyền, diệu mà lại diệu, diệu không thể nói. Lành Thay Thành Tựu Nghiệp Thù Thắng. Xá Tất Đa còn gọi là Tô Tất Địa, dịch là khéo viên thành. Khéo viên thành tất cả nghiệp lành của chúng sinh, thắng nghiệp và nguyện vọng, đạt được mục đích của chúng sinh, đắc được Niết Bàn cứu kính. Thẳng đến bảo sở thật thí quyền. Thứ pháp môn này là một thứ pháp cứu kính, chẳng phải ngừng ở hóa thành, mà là đạt đến chốn bảo sở cứu kính. Ở đó có đủ thứ bảo bối, bạn muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Do đó có câu lấy không hết, dùng không xuể. Phật thuyết pháp là thật thí quyền, trước hành quyền giáo hóa, sau đó mới khai quyền hiển thật, dạy người đạt đến chốn bảo sở cứu kính. Cho nên oai lực và công đức trì chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ bàn, chẳng có cách chi có thể nói hết được. 191. Tát Đát Tha. Kệ: Ngã đẳng thiên tiên lễ Phật đảnh, cung kính cúng dường chư thánh hiền, tu phước tăng huệ sám nghiệp chướng, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Bang. Tạm dịch: Đại chúng thiên tiên lễ Phật đảnh, cung kính cúng dường các thánh hiền, tu phước tăng huệ sám nghiệp chướng, cầu sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Giảng giải: Câu này là nói tất cả thiên tiên đều phải lễ kính Như Lai Đại Phật Đảnh Lăng Nghiêm Thần Chú. Cho nên nói đại chúng thiên tiên lễ Phật đảnh, cung kính cúng dường các thánh hiền. Chúng ta lại phải cung kính cúng dường chư Phật Như Lai và tất cả thánh hiền tăng. Tu phước tăng huệ sám nghiệp chướng. Lại phải tu phước, lại phải gia tăng trí huệ, sám hối nghiệp chướng. Cho nên mới lễ kính Đại Phật Đảnh Lăng Nghiêm Thần Chú. Cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc.
muốn cầu sinh về Tây phương cực lạc thế giới. Cực lạc bang tức cũng là cõi thường tịch quang tịnh độ của chư Phật, an vui vô tận. 192. Già đô sắc ni sam. Kệ: Vô kiến đảnh tướng thủ lăng nghiêm, trung ương Phật bộ cứu đảo huyền, tỳ lô giá na biến nhất thiết, thị cố thường tại nể ngã giang. Tạm dịch: Tướng vô kiến đảnh thủ lăng nghiêm, Phật bộ chính giữa cứu treo ngược, tỳ lô giá na khắp tất cả, thường hiện ở trong tôi và bạn. Giảng giải: Già đô sắc ni sam dịch là tướng vô kiến đảnh. Tất nhiên là vô kiến, không thấy. Tại sao lại có tướng? Các vị nghĩ xem, cứu kính như thế nào? Thật ra chẳng phải là không thấy, mà là không có gì mà chẳng thấy. Bạn nói tôi không nhìn thấy, ở đây không kể đến bạn. Không thấy là nói người không khai mở ngũ nhãn thì không thể thấy. Nếu khai mở ngũ nhãn rồi thì chẳng có gì mà không thấy. Ngũ nhãn là gì? Tức là Phật nhãn, Huệ nhãn, Pháp nhãn, Nhục nhãn, Thiên nhãn. Ngũ nhãn này có mấy câu thơ nói rất hay. Thiên nhãn thông chẳng ngại. Thiên nhãn là thông, không có chướng ngại. Tất cả sự vật đều không chướng ngại được. Thiên nhãn có thể từ trong tường nhìn thấy ngoài tường, từ ngoài tường lại nhìn thấy 3.000 đại thiên thế giới. Vừa rồi Pháp Sư Nhân Kiến nói có vị Pháp Sư phát cuồng, nói gì đó mở mắt thấy được ngàn dặm, vậy vẫn có giới hạn. Không những thấy được ngoài mấy ngàn vạn dặm mà thấy 3.000 đại thiên thế giới, như thấy quả Amala trong lòng bàn tay. Quả Amala là gì? Bạn nghe không hiểu, vậy đổi trái khác, cũng giống như trái đào trong lòng bàn tay. Amala là một thứ trái cây bên Ấn Độ. Nhục nhãn ngại chẳng thông. Nhục nhãn chẳng phải cặp mắt này của chúng ta, mà là một cặp mắt khác. Vừa mới nói thiên nhãn thì thấy vật gì cũng không có chướng ngại, vốn chẳng có tường vách, khắp nơi đều là hư không. Nhục nhãn thì nhìn thấy vật hữu hình, có sự chướng ngại, nhưng có thể nhìn thấy người, thấy quỷ, thấy thần, thấy Phật. Pháp nhãn chuyên quán tục. Pháp nhãn thì quán pháp, quán tất cả các pháp không tướng. Trong tâm kinh có nói: Xá lợi tử, các pháp không tướng, tức là nghĩa này. Pháp nhãn quán tục đế, tất cả sơn hà đại địa, nhà cửa lâu đài. Thành tựu tất cả các pháp, biểu hiện tất cả các pháp, pháp nhãn đều có thể thấu rõ. Huệ nhãn rõ chân không. Trí huệ nhãn này thấy được cứu kính thật tướng của các pháp, triệt đáy nguồn của các pháp, không gì mà không thấu rõ. Cho nên nói huệ nhãn rõ chân không. Phật nhãn như thiên nhật. Phật nhãn sáng như ngàn mặt trời, chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, tất cả sâm la vạn tượng. Chiếu dị thể hoàng đồng. Tất cả các pháp biểu thị chẳng đồng, mà rõ bổn thể là một. Do đó có câu: Một gốc tán làm vạn thù, vạn thù trở về một gốc. Một gốc vô lượng, vô lượng một gốc. Vì có ngũ nhãn nên không có gì mà chẳng thấy. Nếu nói chẳng thể thấy được, sao lại nói ra danh từ này? Các bạn nghiên cứu lại, đương nhiên là thấy được. Tôi giảng pháp này, tin rằng chẳng có ai dám nói lời hồ đồ này. Chẳng có ai dám nói không có gì mà không thấy. Tức là một câu này, không thấy không có gì mà chẳng thấy. Nếu lời không nói như thế thì nói toạc ra tướng vô kiến đảnh này là dối người. Các bạn nghĩ xem, chúng ta nghiên cứu là tập tu học,
Tướng vô kiến đảnh, tức không nhìn thấy, sao lại có một danh từ? Đây chẳng phải dối người chăng? Tướng vô kiến đảnh thì phàm phu chẳng thấy được, chỉ có thánh nhân mới thấy được. Vì thánh nhân thấy được cho nên có danh từ tướng vô kiến đảnh này. Hôm nay tôi chỉ giảng một câu này đã đủ rồi, không cần giảng nhiều. Bạn nhớ ý nghĩa này thì hiểu được kinh Lăng Nghiêm. Tướng vô kiến đảnh thủ Lăng Nghiêm. Thủ là đầu tiên, số một. Lăng Nghiêm tức là đảnh. Tột đảnh rồi còn có lời gì để nói nữa? Phật bộ chính giữa, cứu treo ngược. Chính giữa là Phật Tỳ Lô Giá Na, tức cũng là pháp thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. Báo thân là Lô Xá Na Phật, hóa thân là Thiên Bách Ức Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính giữa Phật bộ phải đến cứu vớt chúng sinh bị treo ngược, đảo huyền. Cứu đảo huyền còn gọi là Du Lan Bồn. Du Lan Bồn là tiếng Phạn, sao gọi là đảo huyền? Một người chân dơ lên trời, đầu hướng xuống đất, ăn vật gì cũng đều nuốt chẳng vào. Bạn thấy đây có khổ chăng? Vốn ăn đồ vật rồi phải đại tiểu tiện. Bây giờ không thể đại tiểu tiện, lại phải chảy ngược ra lại. Thật là khổ sở. Chẳng được tự tại, đây gọi là đảo hành nghịch thí. Tỳ Lô Giá Na khắp tất cả. Phật Tỳ Lô Giá Na khắp tất cả mọi nơi, vô tại vô bất tại, chẳng có một nơi nào mà chẳng có Ngài, vì Ngài khắp tất cả mọi nơi. Thường hiện ở trong tôi và anh. Bạn, tôi, mọi người đều ở trong sự chiếu khắp của pháp thân Phật Tỳ Lô Giá Na. Thế mà chúng ta chẳng thấy được Phật Tỳ Lô Giá Na. Tại sao chúng ta chẳng có tướng vô kiến đảnh? Chúng ta hiện giờ là phàm phu, chẳng thấy được pháp thân của Phật. Thật là khổ não. 193. Hổ hồng đô lô ung. Kệ. Tổng trì chân ngôn án á hồng, Tỳ Lô Di Đà A Súc Đông, pháp báo hóa thân tam đại nghĩa, thập phương hiền thánh tùng thử sinh. Tạm dịch. Tổng trì chân ngôn án á hồng, Tỳ Lô Di Đà A Súc Phật, pháp báo hóa thân ba nghĩa lớn, mười phương thánh hiền từ đây sinh. Giảng giải. Hổ hồng tức là hồng, hoặc gọi là án. Bất cứ chữ nào cũng đều có ý nghĩa của nó. Tóm lại, chú thì thiên biến vạn hóa. Bạn nói nó như thế này, nó lại thế kia. Bạn nói nó thế kia, nó lại thế này. Bạn nói nó là đỏ, nó lại biến thành vàng. Bạn nói nó vàng, nó lại biến thành trắng. Làm thế nào? Đó gọi là không thể nghĩ bàn, không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể dùng lời luận nghị. Miệng muốn nói mà lời đã mất rồi, tâm muốn phan duyên mà tư lự chẳng còn nữa. Đây gọi là không thể nghĩ bàn. Hổ hồng tức là chân ngôn tổng trì, có thể nói là án, cũng có thể nói là hồng. Cho nên mọi người nói án á hồng. Án á hồng là ba đàn: thân, miệng, ý, nghiệp thanh tịnh. Khi niệm án á hồng cũng giống như tạo đàn Lăng Nghiêm. Thanh tịnh chân ngôn khiến cho ba nghiệp thanh tịnh. Án tức là Tỳ Lô Giá Na Phật, án tức là A Di Đà Phật, hồng tức là A Súc Phật. Cho nên niệm án á hồng thì ba mật thành đàn. Tỳ Lô Di Đà A Súc Phật. Tỳ Lô thì chính giữa, Di Đà thì phương Tây, A Súc thì phương Đông. Pháp báo hóa thân ba nghĩa lớn, tức là pháp thân, báo thân, hóa thân. Chữ hồng này đủ ba ý nghĩa này.
mười phương hiền thánh từ đây sinh. Tất cả mười phương chư Phật, Bồ Tát, La Hán đều đã tu qua pháp này, đều từ pháp này mà sinh ra. 194. Kim Bà Na kệ: Kim sắc hoàng hoa thụ hình cao, đại bàn điểu cư Phật thánh đạo, pháp thân hương biến hằng xa giới, bất thoái bồ đề lạc tiêu giao. Tạm dịch: cây vàng hoa vàng cao to lớn, chim đại bàng ở Phật thánh đạo, pháp thân thơm khắp hằng xa cõi, không lùi bồ đề vui tiêu giao. Giảng giải: chúng ta hàng ngày muốn học diệu pháp, nhưng đợi đến khi diệu pháp trước mắt thì không nhận ra được, trước mặt bỏ qua, mất đi cơ hội. Chú Lăng Nghiêm mỗi câu đều là diệu pháp, mỗi chữ đều là tam muội. Vì chúng ta không hiểu rõ nên cũng không biết tôn quý. Giống như người không nhận ra vàng thật, cho rằng đồng vàng là vàng. Nếu ai thành tâm tụng trì chú Lăng Nghiêm thì thường có 84.000 kim cang tạng Bồ Tát đến hộ trì. Nhưng phải thành tâm, nếu không thành tâm thì sẽ không có cảm ứng. Chim Bà Na dịch là cây vàng hoa vàng. Đây là một ví dụ. Dụ chim đại bàng ở trên cây rất cao, là nơi tất cả thánh hiền ở. Cho nên nói thân vàng hoa vàng cao to lớn. Cây thì màu vàng ròng, hoa cũng màu vàng. Thứ cây này cao hơn so với các loại cây khác. Vì vậy cho nên chim đại bàng ở Phật thánh đạo. Chim đại bàng thì ở trên cây, Phật và tất cả thánh chúng cũng đều ở trên diệu pháp vô thượng Lăng Nghiêm, giống như chim đại bàng ở trên cây cao nhất. Pháp thân thơm khắp hằng xa cõi. Pháp thân của Phật vô tại vô bất tại, đầy khắp tất cả mọi nơi. Không lùi bồ đề vui tiêu giao. Tu pháp chú Lăng Nghiêm thì vĩnh viễn không thối thất bồ đề tâm. Nếu trên thế gian không còn một người nào niệm chú Lăng Nghiêm thì pháp sẽ diệt mất. Tất cả yêu ma quỷ quái, thiên ma ngoại đạo đều muốn xuất hiện ra đời hoành hành. Nếu còn có một người niệm chú Lăng Nghiêm thì yêu ma quỷ quái, thiên ma ngoại đạo không dám xuất hiện, vì có chú Lăng Nghiêm hàng phục được chúng. Nếu chúng ta niệm tụng chú Lăng Nghiêm, ngày ngày thọ trì thì đắc được phước báo 7 đời làm viên ngoại, tức là người có phước nhất, có đại thế lực trong thời thái bình thịnh vượng. Cho nên muốn cầu phước báo thế gian phải niệm tụng chú Lăng Nghiêm, muốn có quả báo thánh hiền càng phải niệm chú Lăng Nghiêm. 195. Hổ hồng đô lô ung kệ: chân ngôn chú lực diệu nan tư, tam muội gia trì niệm tại từ, phiền não biến chi thanh lương tán, vô thượng Phật bảo thường hộ chi. Tạm dịch: sức lực thần chú diệu khó lường, tam muội gia trì niệm từ từ, nhiệt não biến thành thuốc mát mẻ, vô thượng Phật bảo thường hộ niệm. Giảng giải: sức lực thần chú diệu khó lường. Chú Lăng Nghiêm không thể dò được, cũng không thể suy nghĩ tưởng tượng được. Tam muội gia trì niệm từ từ. Chú tức là dùng oai lực tam muội gia trì người tu trì chú. Phải niệm từ từ, không vọng tưởng. Nếu thọ trì như thế thì nhiệt não hóa thành thuốc mát mẻ. Vô thượng Phật bảo thường hộ niệm. Vô thượng Phật bảo luôn luôn hộ niệm bạn, gia trì bạn, khiến cho bạn phát đại đạo tâm.
Các vị phải đặc biệt chú ý chú Lăng Nghiêm. Nếu mỗi người đều học chú Lăng Nghiêm thì chánh pháp thường trụ ở trên đời. Thường trì chú Lăng Nghiêm tức là ủng hộ Phật Pháp, oai lực của chú khó nghĩ bàn. Hỏi: trì chú phát âm không chính xác có hiệu nghiệm chăng? Đáp: trước kia có một vị tu hành thường tụng Lục Tự Đại Minh chú, nhưng ông ta tự đặt ra chứ không thỉnh giáo người khác, hoặc là vì trí nhớ không tốt, người khác dạy rồi ông ta quên mất. Ông ta đắn đo, chữ miệng thêm vào chữ ma thì đọc ma, chữ miệng thêm vào chữ bát thì đọc bát, chữ miệng thêm vào chữ mê thì đọc mê, chữ miệng thêm vào chữ ngưu thì đại khái đọc ngưu. Do đó ông ta đọc Úm Mani Bát Mê Ngưu, niệm rất thành tâm. Mỗi ngày ông ta niệm 100 vạn biến Úm Mani Bát Mê Ngưu, dùng chuỗi ghi nhớ rất phí sự. Do đó ông ta dùng 100 vạn hạt đậu ghi nhớ, niệm một câu thì thảy qua một hạt đậu. Dần dần ông ta không cần dùng tay, đậu tự nhảy qua. Sau đó có người nói với ông ta nên niệm Úm Mani Bát Mê Hồng mới đúng. Do đó ông ta liền đổi niệm Úm Mani Bát Mê Hồng. Nhưng kỳ lạ thay, đậu không nhảy qua nữa. Sau lại niệm trở lại Úm Mani Bát Mê Ngưu, đậu cũng không nhảy qua. Vì tính tâm của ông ta dao động, biết mình niệm sai. Hỏi: tâm chú của chú Lăng Nghiêm là gì? Đáp: tâm chú dài là Đát Điệt Tha Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Rị Bàn Đà Bàn Đà Nể Bạc Xà Ra Bàn Ni Phấn Hổ Hồng Đô Lô Ung Phấn Ta Bà Ha. Tâm chú ngắn là Tát Đát Đa Bát Đát La. 196. Tất Đam Bà Na. Kệ: tất giai đầy đủ các tường pháp, vô tận bảo tạng tổng hàm nhiếp, thành tựu chủng chủng ba la mật, đoan nhiên chánh tọa tử liên hoa. Tạm dịch: thảy đều đầy đủ pháp các tường, vô tận pháp bảo nhiếp hết thảy, thành tựu đầy đủ ba la mật, đoan nghiêm ngồi trên hoa sen báo. Giảng giải: thảy đều đầy đủ pháp các tường. Câu này là pháp các tường, nghĩa là tất cả đều các tường, đắc được mọi sự thắng lợi. Vô tận pháp bảo nhiếp hết thảy. Pháp các tường là tất cả đều các tường như ý, bên trong hàm nhiếp hữu tận bảo tạng. Pháp các tường này sức lực rất lớn. Thành tựu đầy đủ ba la mật. Muốn cầu gì thì được đó. Cầu giàu sang được giàu sang, cầu công danh được công danh, cầu trai gái được trai gái. Tất cả đều không thể nghĩ bàn. Thành tựu đủ loại ba la mật đến bờ kia. Đoan nghiêm ngồi trên hoa sen báo. Vị Bồ Tát này thường thường ngồi trên đài sen báo để giáo hóa tất cả chúng sinh. Hổ Hồng Đô Lô Ung. Kệ: chân tâm chân ý chân lại chân, chân hành chân tu chân cánh chân, chân tác chân di chân gia chân, nhất thiết chân chân chân. Tạm dịch: tâm thật ý thật, thật lại thật, hành thật tu thật, thật càng thật,
làm thật quán thật, thật thêm thật, tất cả, thật thật thật. Giảng giải. Hổ hồng đô lưu ung. Phía trước đã có hai câu, đây là câu thứ ba. Hổ hồng đô lưu ung là án á hồng. Lúc niệm chú, vì mỗi nơi tiếng nói không giống, bạn là người địa phương đó, niệm tiếng địa phương đó đều gần giống nhau. Gần giống nhau thì có thể được, quan trọng là có chân tâm. Dùng tâm giả để niệm thì niệm gì cũng vô dụng. Bạn cũng không thể dùng tâm tham để niệm, hy vọng chơi cá ngựa sẽ trúng. Nếu bạn có những thứ tư tưởng này thì tuyệt đối không quá linh nghiệm, cũng không thể nói tôi niệm chú này thì khí lực mạnh giống như đại lực sĩ, có thể lay núi động đất giống như Sở Bá Vương. Ai cũng đánh không lại, tu như vậy cũng không thành. Vì đầu tiên bạn đã có tâm tham thì chẳng phải thật. Niệm chú này mà có tâm hại người càng không được. Kêu người đau đầu đau chân, như thế thì niệm gì cũng chẳng linh nghiệm, sẽ không thành tựu. Có người niệm chú này, muốn tất cả những thứ đá quý có giá trị nhất thế gian đều trở về chỗ tôi. Cứ muốn ích kỷ lợi mình thì càng làm chẳng được. Cho nên tôi khuyên các bạn đừng tranh, đừng tham, đừng cầu, đừng ích kỷ, đừng lợi mình. Phải có đủ 5 điều kiện này, còn phải có tâm chân thật mới học được chú Lăng Nghiêm. Cho nên nói, tâm thật, ý thật, thật lại thật. Một cái chân thật vẫn chưa được, phải hai cái chân thật. Một chút giả cũng không có, nếu có một chút giả thì chẳng có công hiệu. Hành thật, tu thật, thật càng thật. Tức là dùng sự chân thật để trì chú này. Có người chẳng biết thế nào gọi thật lại càng thật. Không biết thật chăng? Vậy bạn ăn no không? Ăn no thì biết ngay. Làm thật quán thật, thật thêm thật. Bạn thấy ở trước 12 chữ thật, ở sau lại thêm 3, cộng thành 15 chữ thật. Cho nên nói, tất cả, thật thật thật. Ngàn vạn không thể giả. Nếu có một chút giả thì chẳng phải thật. Bạn gạt Phật chẳng đặng, cũng chẳng gạt được Bồ Tát, cũng gạt không được người. 198. Ba ra sát địa gia. Kệ. Tổng nhiếp ma giới tu chánh giáo, sự lý hành mãn độ vô cực, sinh tử phiền não giai cứu kính, thường lạc ngã tịnh chứng bồ đề. Tạm dịch. Nhiếp hết loài ma tu chánh pháp, sự lý viên mãn lên bờ kia, sinh tử phiền não đều rốt ráo, thường lạc ngã tịnh chứng bồ đề. Giảng giải. Câu này dịch là vô cực, nhiếp hết loài ma tu chánh giáo. Nếu ma cải tà quy chánh, cải ác hướng thiện, cũng có thể tu hành giống nhau, có thể thành chánh quả giống nhau. Do đó mọi người đừng xem ma nghiêm trọng như thế. Có lúc ma trở lại giúp bạn tu hành, làm tăng thượng duyên bạn tu đạo, là đến thử bạn, khảo nghiệm bạn, khiến cho công phu của bạn thuần thục. Sự lý viên mãn lên bờ kia. Sự cũng tu viên mãn, lý cũng tu viên mãn, thì độ tất cả chúng sinh. Vượt khỏi bờ sinh tử này, qua dòng phiền não, đạt đến bờ bên kia cứu kính. Cho nên nói, thường lạc ngã tịnh chứng bồ đề. Đắc được thường lạc ngã tịnh niết bàn bốn đức, chứng được vô thượng bồ đề, cứu kính viên mãn. 199. Tam bát xá. Kệ. Chân chánh mãn túc Bồ Tát hạnh, ngũ nhãn lục thông câu hiện tiền, thắng diệu giải thoát viên phước huệ, vô thượng đẳng giác độ quần hiền. Tạm dịch.
chân chánh đầy đủ hạnh Bồ Tát, năm nhãn sáu thân đều hiện tiền, giải thoát thù thắng tròn phước huệ, vô thượng đẳng giác độ người hiền. Giảng giải: câu này dịch là chân chánh đầy đủ, thành tựu, cảm ứng, hết thảy đều đắc được viên mãn, cho nên nói chân chánh đầy đủ hạnh Bồ Tát. Tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu, lục độ vạn hạnh đều đầy đủ. Năm nhãn sáu thân đều hiện tiền. Bồ Tát đầy đủ năm nhãn: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn. Sáu thân: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Giải thoát thắng diệu tròn phước huệ. Tăng phước huệ đắc được giải thoát thù thắng di diệu. Vô thượng đẳng giác độ người hiền. Chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, trở lại độ người hiền, khiến cho họ cũng đều chứng được quả vị chánh giác. 200. Noa yết ra. Kệ: ngã sợ tác pháp bổn tánh không, chân như tự tại bình đẳng công, vô thượng phước điền cần canh chủng, tự giác giác tha nhậm đông tây. Tạm dịch: những pháp tôi tu tánh vốn không, chân như tự tại rất bình đẳng, ruộng phước vô thượng xuyên gieo trồng, tự giác giác tha rất tự tại. Giảng giải: câu chú này ý nghĩa là không. Không tức là phá ngã chấp, pháp chấp, cũng chẳng còn ngã, pháp, hai chấp đều không. Do đó, tuy tu tất cả pháp mà lìa tất cả pháp tướng, tu đến trong chẳng có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới, không vô sở không, ngộ cảnh giới vô sở ngộ, lúc này thì đắc được tam muội. Cho nên nói, những pháp tôi tu tánh vốn không. Tất cả pháp mà tôi tu, bất cứ là pháp Lăng Nghiêm, pháp Đại Bi, hoặc pháp 42 tay mắt, hoặc pháp Duyên Độ Mẫu, hoặc là đủ thứ pháp mật tông, tu tất cả pháp phải lìa tất cả tướng, hàng tâm lìa tướng, tâm phải hàng phục, tướng phải xa lìa. Tu pháp thì tu đừng chấp trước. Tất cả pháp đều không có tự tánh, chẳng có tự thể, vậy bạn lại chấp cái gì? Chân như tự tại rất bình đẳng. Chân như cũng gọi là tự tại, cũng gọi là bình đẳng, nghĩa là đều công bình, chẳng có một chút tâm ích kỷ lợi mình mới có thể tu pháp. Cũng chẳng có tâm tham, tâm tranh, tâm có sở cầu, rất là công bình không lỗi. Ruộng phước vô thượng xuyên gieo trồng. Ruộng phước tam bảo là vô thượng nhất. Cúng dường tam bảo thêm phước và huệ của bạn. Nhưng đừng một mặt thì cúng dường cung kính tam bảo, một mặt thì tạo tội nghiệp trước tam bảo. Làm thiện ác xen tạp, đều phân chẳng rõ. Ở trong Phật giáo, hủy bán Phật giáo, đừng nói đây không tốt, nói kia không đúng. Phải trồng ruộng phước, chớ trồng ruộng quả, tức tai họa. Hủy bán tam bảo tức là trồng ruộng quả, tương lai sẽ có tai nạn. Chúng ta phải xuyên gieo trồng ruộng phước tam bảo. Tự giác giác tha nhậm đông tây. Tương lai tu thành công rồi thì sẽ tự giác lại giác tha. Tùy ý bạn muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đến Cực Lạc thế giới, muốn đến phương Đông thế giới lưu ly thì đến thế giới lưu ly. 201. Hổ hồng đô lô ung. Kệ: chí thành khẩn thiết thọ trì niệm, cửu thành tam muội diệu nan ngôn, nội thánh ngoại vương bồi công tích, viên mãn bồ đề thiên ngoại thiên. Tạm dịch: chí thành khẩn thiết thọ trì niệm, lâu thành tam muội diệu khó tả,
trong thánh ngoài vua tích công đức, viên mãn bồ đề chứng quả Phật. Giảng giải: Hổ hồng Đô Lu Ung như ở trước đã nói là án á hồng, kết đàn. Chí thành khẩn thiết, thọ trì niệm. Khi niệm đừng khởi vọng tưởng, đừng có tâm tham, tâm sân, có sở cầu, tâm ích kỷ lợi mình, tức là nhất tâm tụng trì chú Lăng Nghiêm. Tụng trì được trong không thân tâm, ngoài không thế giới. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, chẳng niệm tự niệm. Đến cảnh giới này thì chẳng có một tạp niệm nào. Lâu dần thì sẽ thành tựu tam muội, đắc được chánh định chánh thọ, di diệu khó mà nói hết được. Trong thánh ngoài vua tích công đức. Trong thánh tức là bên trong phải thánh minh, thường thường tập ngồi tu định, thường thường tụng trì chú. Ngoài vua là bên ngoài vẫn tích lũy công đức. Người tu đạo học Phật phải nhận chân tích lũy công đức từng chút, làm nhiều đức hạnh, tài bồi công lao, tài bồi thành tích. Nhưng đừng tồn tâm tham, tư tưởng tham công. Tham công thì dễ tạo tội nghiệp, biến thành thiện ác xen tạp. Tham công tức là muốn tranh với người, trong khi tranh thì sẽ sai nhân quả. Nếu sai nhân quả thì đối với việc tu đạo chẳng tương ưng. Cho nên người tu đạo nên nhớ, nhân quả tư hào đều không thể sai được, không thể cẩu thả tùy tiện. Dù một tờ giấy cũng phải chân thành bảo hộ nó, đừng tùy tiện dứt bỏ lãng phí. Vật chất của chùa phải thương tiếc, vật chất của mình cũng nên trân tiếc. Thương tiếc vật chất tức cũng là làm công đức, lãng phí vật chất tức cũng là tạo tội nghiệp. Bất cứ ở nhà hay ở chùa đều giống nhau. Lãng phí tiền bạc, vật chất của chùa thì tu hành cũng chẳng thành công. Tại sao? Vì bạn không thương tiếc vật chất của thường trụ, không thương tiếc tiền bạc của thường trụ. Cho nên chúng ta tu hành phải trong thánh, tức cũng là bên trong phải thông minh, có trí huệ. Bên ngoài làm việc phải hợp lý và hợp pháp. Bồi cây công đức của bạn mới có cơ hội thành tựu. Viên mãn bồ đề thiên ngoại thiên. Bất cứ nơi đâu cũng không sai nhân quả, luôn luôn cẩn thận, đó mới viên mãn giác quả bồ đề. Đến một thế giới khác, thành tựu pháp thân thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên là nói nó lớn mà không ngoài, nhỏ mà không ở trong. Tận hư không biến pháp giới, đâu chẳng ở trong tâm của bạn. Do đó, người tu đạo phải đặc biệt chú ý, đừng sai nhân quả, đừng lạm dụng vật của thường trụ. 202. Tác bà dược xoa. Kệ: Thôi phục nhất thiết ác quỷ binh, dũng kiện quỷ vương phụng lệnh hành. Hộ trì thiện giả cần tinh tấn, từ bi phổ độ quá chúng sinh. Tạm dịch: Hàng phục tất cả ác quỷ binh, dũng kiện quỷ vương làm theo lệnh, hộ trì kẻ thiện siêng tinh tấn, từ bi phổ độ cứu chúng sinh. Giảng giải: Ý nghĩa câu này là phá tan tất cả ác quỷ. Trong loài quỷ cũng có quỷ thiện quỷ ác. Quỷ thiện thì hộ trì người, ác quỷ thì phá hoại người. Cho nên phải hàng phục tất cả ác quỷ binh. Dũng kiện quỷ vương làm theo lệnh. Dược xoa tức là quỷ dũng kiện, thuộc về quỷ thiện. Chúng chịu Bồ Tát chỉ huy đi phá tan ác quỷ. Hộ trì kẻ thiện siêng tinh tấn. Hộ trì người thiện tu hành, luôn luôn tinh tấn tu hành Phật Pháp. Từ bi phổ độ cứu chúng sinh. Chúng cũng giáo hóa chúng sinh, giúp Phật một phần hoằng dương giáo hóa. 203. Hắc ra sát ta. Kệ: Đại đa thắng pháp diễn ma ha, tốc tật quỷ đẳng các buôn ba,
thuận giáo nghịch giáo hoằng Phật hóa, dạng loại quy nguyên độ ta bà. Tạm dịch: pháp lớn nhiều thắng diễn ma ha, chúng quỷ la sát đều bôn ba, thuận giáo nghịch giáo hoằng Phật pháp, dạng loài về nguồn độ ta bà. Giảng giải: chữ H nghĩa là ma ha, còn gọi là đại, lớn nhiều, thắng pháp, ba ý nghĩa. Diễn ma ha tức là nói pháp đại thừa. Chúng quỷ tốc tật đều bôn ba. Tốc tật quỷ tức là quỷ la sát. Chúng dụng chuyên làm ác, về sau quy y Phật thì làm việc thiện. Tại sao gọi là tốc tật quỷ? Vì chúng chạy rất nhanh, chạy ở trên không, cũng chạy ở dưới đất, lại có thể bay đi trên không như ý. Quỷ la sát dạy người có lúc dùng thuận giáo, giáo hóa thuận theo tư tưởng chúng sinh, có lúc dùng nghịch giáo, giáo hóa nghịch theo tư tưởng chúng sinh. Mục đích đều hoằng dương Phật pháp. Dạng loài về nguồn độ ta bà, nghĩa là mọi người trợ giúp thành tựu lẫn nhau, để ủng hộ Phật pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều quy y Tam Bảo, cùng đồng đến hộ trì thế giới ta bà, giáo hóa tất cả chúng sinh can cường của thế giới ta bà. Cho nên dùng quỷ la sát để cứu độ giáo hóa, khiến cho chúng sinh can cường sinh ra tư tưởng sợ sệt, khiến cho chúng cải ác hướng thiện. 204. Yết La Ha Nhã Xà. Kệ: sở hữu địa không thiên quyến thuộc, sinh khởi vô biên sai biệt môn. Dạ xoa la sát phụ mẫu tử, huynh đệ quân tướng tạp sử thần. Tạm dịch: tất cả quyến thuộc thiên địa không, sinh ra vô biên môn khác biệt, cha mẹ con dạ xoa la sát, anh em quân tướng các sử thần. Giảng giải: nhã xà la sát quỷ tử mẫu, mẹ của quỷ la sát sinh được 1000 quỷ la sát con, nhưng quỷ mẹ thương nhất là quỷ con út. Quỷ mẹ này mỗi ngày ăn thịt một đứa con nít, chúng thường đến nhân gian trộm con nít của người ta, mỗi ngày ăn một đứa, đây chẳng phải là số ít. Phật thấy chúng làm như thế thật quá tổn hại cho nhân loại, do đó nghĩ tìm cách muốn độ quỷ tử mẫu này. Bèn dùng thần thông bắt con quỷ út bỏ vào bình bát. Quỷ tử mẫu đi trộm con nít của người ta, chuẩn bị trở về để ăn. Trở về thì không thấy con quỷ út. Đó là quỷ út mà y thương nhất, chấp trước nhất, mà bây giờ không thấy đâu cả. Do đó, y đi tìm khắp nơi, nhưng tìm mãi không ra. Sau đó, y đến nước Xá Vệ, nghe được tiếng con quỷ út ở trong bình bát. Y bèn theo tiếng khóc đi tìm. Tìm đến chỗ để bình bát của Đức Phật, biết là con quỷ út của y ở trong bình bát của Đức Phật. Y bèn dở nắp bình bát, nhưng làm thế nào cũng không lay động nắp bình bát. Y bèn kêu hết 999 quỷ con lại, cùng nhau hiệp lực dở nắp bình bát, nhưng cũng dở không được. Y rất nóng giận, đi đến trước Đức Phật nói: ngài là một vị Phật mà không biết điều, tại sao bắt đứa con út của tôi nhốt vào bình bát? Quỷ út của tôi làm gì mà đắc tội với ngài? Nó nhỏ như vậy, ngài mau thả nó ra. Đức Phật nói: bây giờ trong tâm của ngươi rất thống khổ, ta bắt con của ngươi đem về đây thì tâm ngươi biết thống khổ. Thế mà mỗi ngày ngươi ăn một đứa con của người ta, vậy thì ngươi nói sao đây? Quỷ tử mẫu nói: tôi rất thích ăn thứ này, vậy với con của tôi có quan hệ gì? Đức Phật nói: tốt, ngươi muốn ăn con của người ta thì ta bắt con của ngươi về đây. Ngươi ăn con nít người ta thì đành lòng ăn được. Ta muốn đứa con này của ngươi thì ngươi xả bỏ không được. Ngươi mới là người không biết điều. Quỷ tử mẫu nói: nếu ngài trả lại đứa con út của tôi thì tôi không ăn con nít của người nữa. Đức Phật nói:
thật chăng? Y nói, thật. Đức Phật nói, vậy ngươi ăn vật gì? Quỷ tử mẫu nói, tôi không có gì ăn thì nhịn đói. Đức Phật nói, vậy không được. Sau này đệ tử của ta khi ăn cơm thì thí một chút cơm cho ngươi ăn, nhưng ngươi về sau không được ăn thịt con nít nữa. Từ đó La Sát quỷ tử mẫu cải ác hướng thiện, quy y Tam Bảo, về sau làm hộ pháp trong Phật giáo. Phật bèn trả lại con quỷ út cho quỷ tử mẫu đem về, luôn luôn bên cạnh của y. Y có lúc thị hiện hình dạng rất quái dị để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cải ác hướng thiện, đây gọi là nghịch giáo. Từ đó về sau, con nít thế gian không bị quỷ tử mẫu bắt trộm ăn nữa. Tại sao chúng ta đều sợ quỷ? Là bởi chuyện này. Quỷ tử mẫu rất lợi hại, bắt trộm con nít. Khi chúng ta đề cập đến quỷ thì rất sợ hãi, đều do nguyên nhân này. Yết La Ha Nhã Xà là nói về hết thảy dạ xoa và la sát. Bất cứ dưới đất, trên trời hoặc dạ xoa la sát bay đi trong không trung và tất cả quyến thuộc của chúng. Mỗi một quỷ dạ xoa la sát lại có vô lượng trăm ngàn quyến thuộc đồ chúng. Sinh ra vô biên môn khác biệt. Khác biệt tức là không giống nhau. Trong đó lại sinh ra rất nhiều đủ loại khác nhau. Trong đó có cha mẹ của dạ xoa la sát, anh em, chị em, lại có tướng quân la sát, quan binh la sát, lại có đủ thứ chức vụ, làm việc này, việc kia, đủ thứ khác nhau. La sát có thể nói là một đoàn thể hợp đồng, có thế lực rất lớn, cho nên hay hộ trì Phật Pháp. 205. Tỳ Đằng Băng Tát Na Yết Ra. Kệ: Nhị chủng thần dương oai lực thâm, phổ thành phá oán trừ tai tinh, độ khử nhất thiết chư khổ ách, quy mạng giáo chủ Thích Ca Văn. Tạm dịch: Hai loại thần dương oai lực lớn phá trừ oán độc và tai nạn, khử sạch tất cả các khổ ách, quy mạng giáo chủ Phật Thích Ca. Giảng giải: Hai loại thần dương oai lực lớn, dạ xoa và la sát, hai loại thần dương này đều có đại oai đức, phá trừ oán độc và tai nạn. Chúng chuyên trừ tất cả oán độc và tai nạn, khử sạch tất cả các khổ ách, lại trừ khử tất cả khổ ách và hiểm nạn. Quy mạng giáo chủ Phật Thích Ca. Phải quy mạng Phật giáo, giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật để hộ trì Phật giáo, ủng hộ mỗi đạo tràng. 206. Hổ Hồng Đô Lưu Ung. Kệ: Chí tâm tụng trì hoạch diệu định, thành ý tinh tấn chứng vô sinh, thiện ác giáp tạp nhiễm tịnh bán, nan siêu khổ hải vĩnh phù trầm. Tạm dịch: Chí tâm trì tụng được diệu định, thành ý tinh tấn chứng vô sinh, thiện ác nhiễm tịnh xen tạp vào, khó vượt biển khổ trầm luân mãi. Giảng giải: Chí tâm tụng trì được diệu định, thường dụng tâm chí thành khẩn thiết để tụng trì chú, thì nhất định sẽ đắc được diệu định lăng nghiêm kiên cố. Thành ý tinh tấn chứng vô sinh. Tu đạo phải thành ý. Thành ý là gì? Tức là từng thời từng khắc cũng không quên chuyên tâm nhất ý. Trong tâm chỉ có một ý niệm tu hành, không có vọng tưởng nào khác. Thậm chí vì tu hành mà quên cả ăn cơm, mặc y, ngủ nghỉ. Đó là thành ý tinh tấn thì nhất định sẽ chứng được vô sinh pháp nhẫn. Thiện ác nhiễm tịnh xen tạp vào. Nếu ở trong Phật giáo, vừa làm chút thiện lại làm chút ác, trong thiện mang một chút ác, trong ác lại có chút thiện, thiện ác phân không rõ. Nếu như thế thì
khó vượt biển khổ trầm luân mãi, tức là không thể thoát khỏi biển khổ sáu nẻo luân hồi. 207. Giả đô la. Kệ: ngã kim cảnh giác bát vạn chúng, đại lực kim cang các thần dương, hàng phục tai hại chư ma nặng, trí huệ cung tiễn chức cao thăng. Tạm dịch: nay tôi cảnh tỉnh tám vạn chúng, đại lực kim cang các thần dương, hàng phục tai hại và nạn ma, trí huệ cung tiễn thăng chức cao. Giảng giải: nay tôi cảnh tỉnh tám vạn chúng. Bây giờ tôi phải cảnh tỉnh 84.000 kim cang tạng Bồ Tát, kêu các ngài chú ý và cẩn thận. Đại lực kim cang các thần dương, còn có kim cang đại lực sĩ có đủ oai lực, và tất cả tám bộ quỷ thần dương, hàng phục tai hại và nạn ma, để hàng phục tất cả tai hại và tất cả nạn ma không tốt. Trí huệ cung tiễn thăng chức cao. Giả đô la dịch là trí huệ cung. Trì tụng câu chú này thì sẽ thăng quan tiến chức, đắc được cơ hội làm quan, cho nên tu pháp sẽ đắc được thứ quả báo này. Tại sao có những người làm quan? Vì quá khứ đã tu qua pháp này, cho nên đời nay có nhân duyên làm quan. Tất cả vạn sự vạn vật thế gian đều đang nói pháp, chỉ là xem chúng ta nhận thức được hay không. Hôm nay tôi cảm thấy còn chút thời giờ, tôi ra một câu đối liễn: độc lập cô phong sư tự hống. Nghĩa là một người đứng trên đỉnh núi cao làm đại sư tự hống. Cô phong là một nơi cao nhất, chẳng có gì so sánh cao hơn được. Một người đứng trên cô phong cao nhất quan sát toàn thế giới, sau đó làm sư tử hống ở đó. Do đó, tiếng hống của sư tử nói chẳng sợ sệt, trăm thú nghe được đều khiếp vía. Bất cứ phi cầm điểu thú gì cũng đều sợ hãi bay chạy loạn xạ, cho đến cọp beo cũng đều chạy không được. Tại sao? Vì khi sư tử hống thì oai phong của nó rất lợi hại. Vế trên của câu liễn là độc lập cô phong sư tử hống. Vế sau thì bạn muốn đối gì thì đối. 208. Thi để nẫm. Kệ: chấp kim cang thần kiếm lợi phong, nhập tam ma địa trấn yêu thần, hàng phục nhất thiết quỷ ma đẳng, cải ác hướng thiện duẩn tự tân. Tạm dịch: thần chấp kim cang kiếm sắc bén, vào trong định lực trấn yêu khí, hàng phục tất cả loài quỷ ma, cải ác hướng thiện tự làm mới. Giảng giải: ý nghĩa câu chú này là kim cang thần. Thi để nẫm dịch là cung tên, là có thể dịch là bảo kiếm. Tóm lại là một thứ binh khí hoặc là vũ khí cầm tay của kim cang thần, sắc bén vô cùng. Thế gian có bảo kiếm có thể cắt vàng gọt ngọc, chém sắc như chém bùn. Bảo kiếm của ngài so với bảo kiếm thế gian thì lợi hại hơn nhiều, sắc bén hơn, vì trí huệ của ngài như kim cang bảo kiếm, dùng để soi suốt tư tưởng của thiên ma ngoại đạo. Vào trong định lực trấn yêu khí, ngài luôn luôn ở trong tam ma địa, tức cũng là ở trong định, hàng phục thiên ma, khống chế ngoại đạo. Hàng phục tất cả loài quỷ ma, yêu ma quỷ quái đủ thứ tà khí đều bị kim cang lực sĩ và kim cang tạng dương Bồ Tát hàng phục. Tại sao gọi là quỷ? Vì quỷ thì lấy bóng tối nguy hiểm làm nghĩa, nhìn chẳng thấy trời, chẳng thấy ánh sáng. Ma là một tên khác của quỷ, so với quỷ lợi hại hơn. Tuy nhiên lợi hại nhưng kim cang tạng dương Bồ Tát phái kim cang thần đi hàng phục chúng.
cải ác hướng thiện, sửa làm mới. Cho phép chúng sửa lỗi làm mới, cải ác hướng thiện. Bất cứ có tội nghiệp gì, chỉ cần chịu sửa đổi lỗi lầm thì Kim Cang Tạng Bồ Tát và Kim Cang Thần đều có thể tha thứ cho chúng. 209. Yết Ra Ha. Kệ: Diệu các tường nghĩa cập dũng thí, Kim Cang Tạng Dương phá tà si, sát tặc ứng cúng khôi đa sĩ, quyến thuộc hợp hòa vĩnh an cư. Tạm dịch: Nghĩa diệu các tường và dũng thí, Kim Cang Tạng Dương phá tà si, giết tặc ứng cúng khôi đa sĩ, quyến thuộc hòa hợp ở với nhau. Giảng giải: Yết La Ha là chỉ tất cả quyến thuộc của Kim Cang lực sĩ. Mỗi vị Kim Cang Tạng Bồ Tát đều có quyến thuộc. Nghĩa diệu các tường và dũng thí. Thi Đệ Nẫm còn có một nghĩa dịch là diệu các tường, lại có nghĩa là dũng thí. Nghĩa diệu các tường là gặp hung quá cát, gặp nạn quá tường. Dũng thí là dũng mãnh bố thí. Kim Cang Tạng Dương phá tài si. Kim Cang Tạng Bồ Tát đi khắp nơi hộ trì người thiện, trừng phạt kẻ ác, phá tất cả thiên ma ngoại đạo tà si. Giết tặc ứng cúng khôi đa sĩ, đây là danh hiệu của A-la-hán. Ngài không có chiến gì mà không thắng, đánh gì mà không thành công, cho nên xưng là khôi đa sĩ. Khôi tức là khôi thủ, thắng hết tất cả. Quyến thuộc hòa hợp ở với nhau. Quyến thuộc Kim Cang Thần hòa hợp rồi thì quyến thuộc yêu ma quỷ quái cũng hòa hợp, quyến thuộc của người cũng hòa hợp, không còn phân tranh, hết thảy không nhiễu loạn với nhau. Điều đó gọi là hòa bình với nhau. Mỗi câu chú Lăng Nghiêm đều có vô lượng ý nghĩa, mỗi ý nghĩa đều có vô lượng công năng. Người muốn học chú Lăng Nghiêm, trì tụng chú Lăng Nghiêm, tốt nhất là phát tâm lớn, vì toàn thế giới mà tụng trì, đem tất cả công đức hồi hướng cho toàn thế giới. Được như thế thì công đức quả báo thành tựu mới lớn, vì trong đó chẳng có tâm ích kỷ, không gì cầu cho mình. Cho nên trong Sám Hối Văn có nói: Con nay phát tâm không gì tự cầu phước báo trời người, thanh văn duyên giác, cho đến quyền thừa các vị Bồ Tát. Chỉ nương tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sinh, một thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, lìa khổ được vui. Học Phật tốt hơn hết là phải tinh thuần. Đừng có vừa học Phật vừa tạo tội nghiệp, làm cho thân mình nghiệp thiện ác trói buộc không rõ. Sao lại vừa học Phật vừa tạo nghiệp? Tức là học Phật không vì lợi ích kẻ khác mà chỉ lợi mình. Hoặc là khi mới học Phật thì còn có một chút tâm lợi kẻ khác, nhưng lâu dần tập khí ích kỷ lợi mình lộ ra bên ngoài. Ví như người học Phật còn đi đánh bạc, còn tồn tại tôm gạt người, dùng đủ thứ thủ đoạn tổn người lợi mình. Đó đều là thiện ác không minh bạch. Cho đến mượn danh nghĩa chùa chiền và sự quan hệ Phật giáo đồ đi lừa gạt người, thậm chí còn trộm cắp chiếm giữ, đó đều là nghiệp thiện ác không rõ ràng. Nếu người học Phật có những hành vi như thế thì phải sửa đổi, nếu không thì sẽ không thoát khỏi tam giới, vì bị nghiệp thiện ác xen tạp bám chặt. Người tu đạo, tu hành ở trong đạo tràng, cũng đừng vừa tu vừa khởi vọng tưởng, đó gọi là thiện ác không thuần. Trong thiện có ác, trong ác có thiện, hỗn hợp không rõ, tương lai thọ quả báo cũng rất phức tạp. Giống như những vị hòa thượng của nước Việt Nam Cao Miên, sao phải chịu đánh đập tàn nhẫn? Cho đến các vị Lạt Ma Tây Tạng, tại sao cũng chịu bức hại? Đó đều là trong quá khứ tại nhân địa, khi tu hành thì trồng nhân ác này, hoặc là ỷ mạnh cướp đoạt tài sản của người, hoặc là đoạt mạng sống của người. Do đó bây giờ phải chịu hoàn cảnh tệ hại đó, sinh mạng tài sản đều không thể bảo tồn.
Thậm chí xuất gia rồi, sinh mạng cũng khó giữ, tài sản càng không màng nói đến, vì người xuất gia vốn không có tài sản. Đời sống nghiêng ngửa trôi nổi như thế đều là do nhân đã trồng không chánh đáng trong quá khứ, cho nên bây giờ sinh vào những quốc gia đó gặp cảnh ngộ lầm than. Những tình hình đó đều vì chúng ta hiện thân thuyết pháp, chúng ta phải hồi quang phản chiếu. Trong quá trình tu đạo đừng lạc vào cảnh giới như thế, phải tránh thứ tai nạn này thì tại nhân địa phải làm rõ ràng, đừng đợi đến khi thọ quả báo thì tay chân loạn xạ. Do đó có câu: nhân mà không thật, chiêu quả quanh co. Người ở tại vạn Phật thành và người đến từ bên ngoài đều phải chú ý, lúc tu đạo thì phải đặc biệt cẩn thận, đừng để sau này hối hận. Hỏi: nghe nói căn tai là đệ nhất trong các căn, đa số người cho rằng căn mắt rất là quan trọng, họ rất cẩn thận bảo hộ con mắt, tại sao chẳng phải là căn mắt đệ nhất? Đáp: cái lưỡi ăn được đồ vật, nếm được mùi vị, tại sao căn lưỡi không phải là đệ nhất? Trong kinh Lăng Nghiêm, 25 vị thánh đều nói về sự tu chứng đắc của mình, vốn là mỗi căn đều là số 1, chẳng có số 2. Đây là vì đối cơ mà nói, hợp với căn cơ là số 1, không hợp cơ là số 2. Vì thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm gian. Chúng sinh ở thế giới ta bà dùng thính giác đại khai viên mãn, căn tai viên thông mới là pháp môn chứng đắc của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngoài ra cũng có rất nhiều chúng sinh tương ưng với pháp này, cho nên nói căn tai đệ nhất. Có người căn mắt rất tinh vi, ngộ đạo tại căn mắt. Cho đến 25 vị thánh nhân, mỗi vị đều ngộ đạo ở tại một căn, thì căn đó là đệ nhất của vị ấy. Do đó, tương ưng với họ là đệ nhất, không tương ưng thì chẳng phải đệ nhất. Cho nên tôi thường nói, 8 vạn 4 ngàn pháp môn đều là 8 vạn 4 ngàn đệ nhất, chẳng có pháp môn nào số 2. 8 vạn 4 ngàn pháp môn, môn môn đệ nhất, huống chi 25 pháp môn. 25 vị thánh đều nói sự ngộ đạo của mình, từ một căn đó mà ngộ đạo, bèn cảm thấy pháp môn đó là tốt. Chúng ta căn bản chỉ từ một căn đó thì có thể khai ngộ, nhưng chúng ta muốn tu cái này tu cái kia đều không chuyên nhất, do đó từ sinh đến chết cũng chẳng khai ngộ, là vì tham quá nhiều. Tu hành phải tinh, chuyên nhất thì tinh, không chuyên thì không tinh. Bất cứ tu pháp môn gì phải từ một cửa mà thâm nhập. Tôi cảm thấy 25 vị thánh thuộc ra, mỗi vị thánh chứng đắc đều là viên thân, không chỉ là căn tai, căn mắt, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, căn ý, đều là viên thông. Nói đến 6 căn, nếu bạn dùng nó thì là viên thông, không dùng được thì chẳng thông. Không thông thì phát sinh chướng ngại, thông rồi thì là viên thông, viên dung vô ngại. Sa ha tác ra nẫm. Kệ: tận đại thiên giới kim cang thần, ví dụ toán số kế bất thanh, ủng hộ hành nhân tu thiện pháp, công đức túc thời đạo tự thành. Tạm dịch: kim cang thần khắp trong các cõi, ví dụ toán số tính không rõ, ủng hộ người hành tu pháp lành, công đức tròn đầy đạo tự thành. Giảng giải: tác la nẫm dịch là
tận cõi đại thiên. Ý chữ tận này là đầy, đầy cõi đại thiên. Đại thiên này là tam thiên đại thiên thế giới, là vô lượng tam thiên đại thiên thế giới, diệu bất tận. Đại thiên thế giới gọi là gì? Một mặt trời, một mặt trăng, một núi Tu Di và một bốn đại bộ châu: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu, liền thành một thế giới, tức cũng là một địa cầu. Một ngàn thế giới là một tiểu thiên thế giới. Một ngàn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Một ngàn trung thiên thế giới gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Vì có tam thiên cho nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới là số nhiều vô lượng vô biên, tính không hết được. Mỗi một thế giới đều có Phật ở tại đó thuyết pháp, đều có Kim Cang Thần ở tại đó hộ pháp. Cho nên hộ pháp Kim Cang Thần đầy khắp vô lượng vô biên, khắp trong tam thiên đại thiên thế giới, cứu kính có bao nhiêu? Máy điện toán cũng tính không rõ được. Bạn nói máy điện toán quá thông minh, tính cây này, cây kia, tính được người ăn bao nhiêu hạt gạo, tính được trong biển có bao nhiêu hạt cát, tính rất vi tế. Nhưng số một Kim Cang Thần này lại tính không ra. Làm thế nào cũng tính không rõ được số một này, vì thật là quá nhiều. Giống như phá một phần vô minh, trăm cõi làm Phật, tám tướng thành đạo. Phá hai phần vô minh thì ngàn cõi làm Phật, tám tướng thành đạo. Phá ba phần vô minh thì vạn cõi làm Phật, tám tướng thành đạo. Cho đến phá 42 phần vô minh thì hiển lộ pháp thân, tại bất khả thuyết, bất khả thuyết. Tính không ra số hiện thân làm Phật trong thế giới nhiều như thế, tám tướng thành đạo. Ủng hộ người hành tu pháp lành. Nhiều Kim Cang Tạng Bồ Tát và Kim Cang Thần để làm gì? Phải chăng là ăn cơm? Phải chăng là muốn kiếm tiền, lãnh lương tháng? Chẳng phải. Các ngài chẳng giống như chúng ta phàm phu tục tử, làm công phải có giá cả, bao nhiêu tiền một ngày hoặc là bao nhiêu tiền một giờ. Các ngài ủng hộ người tu hành là làm tròn bổn phận, không muốn tiền. Chỉ cần bạn tu thiện pháp, làm việc tốt, từ từ dụng công, thì ngài đến ủng hộ bạn, hoàn toàn là tính nghĩa vụ, không cầu giá cả. Cho nên nói, ủng hộ người hành tu pháp lành, công đức đầy đủ đạo tự thành. Tài bồi công đức của bạn. Công là phải lập, không lập sao có công. Đức là phải làm, không làm sao có đức. Không lập công thì chẳng có công, không làm đức thì chẳng có đức. Lập công, lập đức, lập ngôn là ba điều bất hủ, mãi mãi không lỗi thời. Trong lúc lập công thì không thể tranh với người, bằng không thì là tranh công đoạt quả. Khi nghĩ so sánh với người thì là giả. Bất cứ lập công gì phải rất tự nhiên tự ý muốn đi làm, chứ chẳng phải để so sánh với người khác. Ví dụ như bố thí, thấy họ bố thí một vạn đồng thì tôi bố thí hai vạn đồng, so sánh với người thì chẳng đúng. Đại tướng ngày xưa vì tranh công mà phải vong thân ngoài trận tiền, bị người giết. Chúng ta Phật giáo đồ lập công là tự mình phát nguyện làm việc, không để ý đến người khác làm hay không làm, vẫn cứ đi làm. Nơi đó tu công đức gì, tôi đều tùy hỷ hết tâm của tôi, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Đó gọi là lập công. Lập đức là người ngoài nhìn chẳng thấy việc thiện bạn làm, ai ai cũng chẳng biết. Đó tức là có đức hạnh. Do đó, ẩn tàng tức là đức. Có câu rằng, thiện mà muốn người thấy, chẳng phải thật thiện. Ác mà sợ người biết, đó là đại ác. Làm việc thiện muốn người thấy,
tuy nhiên là đại thiện cũng biến thành tiểu thiện. Người lập công lập đức, thời gian lâu dần thì công đức đầy đủ, đạo nghiệp cũng sẽ có sở thành tựu. Cho nên nói, công đức đủ thì đạo tự thành. Những bài kệ mà tôi tả ra để giải thích những câu chú này rất nông cạn. Đúng ra tôi cũng không tả ra. Ngạc gì không có ai tả, chẳng ai muốn hiến cái xấu dở, cho nên tôi không sợ xấu dở. Mỗi ngày tả phỏng làm mấy câu kệ để nói với mọi người. Hoặc là các vị hiểu nhiều hơn so với tôi, nhưng tôi không ngại bỏ đá dẫn đến ngọc, dùng những câu kệ nông cạn này làm cho trí hiểu cao thâm của quý vị đều dẫn ra. Đây là một phương pháp tôi dạy người, khiến người tốt thêm, cao thêm, sâu thêm, dịu thêm. Các bạn đừng ngại cũng tả ra vì mọi người mà nói. 211. Tỳ Đằng Băng Tát Na Ra kệ: Bình chư ma hại thí an ninh, phùng hung hóa cát tiêu túc nghiệp, ly hiểm như di mộng phất kinh, phổ khánh dân tán mãn thiên thanh. Tạm dịch: che trừ ma hại được an ninh, gặp hung hóa cát tiêu nghiệp cũ, tai qua nạn khỏi mộng không sợ, khánh chúc mây tan đầy trời xanh. Giảng giải: ý nghĩa của câu chú này là đuổi trừ ma hại người, làm cho được an ninh. Ngăn cản tất cả ma hại, tựa như cái bình phong, hại bạn chẳng được thì bạn được bình an. Cho nên nói, gặp hung hóa cát tiêu nghiệp cũ, gặp việc nguy hiểm sẽ hóa ra cát tường. Giống như người phóng thương muốn đánh bạn, vốn rất nguy hiểm mà chuyển thành cát tường. Tại sao như thế? Hoặc là trong quá khứ bạn làm việc cát tường, do đó gặp hung hóa cát, quả báo tiền kiếp đã tạo phải chịu đều sẽ tiêu diệt. Cho nên niệm câu chú này thì gặp hung hóa cát, gặp nạn được bình an. Tai qua nạn khỏi mộng không sợ. Hoặc là gặp cọp sói sư tử, hoặc độc khí hóa học, lò nguyên tử bị nổ, đều được bình an qua khỏi, tai hại gì cũng chẳng có, không sợ hãi. Ngày trước nói về rắn, có người nói nằm mộng thấy rắn. Mộng thấy rắn cũng không sợ, rắn đều biến thành hộ pháp cho ta, bảo hộ ta. Bạn xem, ngài Quy Sơn có hai con cọp gác cửa, bảo hộ cho ngài. Cũng có thể nói là kim cang hộ pháp biến thành hai con cọp. Cho nên tất cả ác thú không dám gần gũi. Mộng không sợ, nằm mộng cũng không sợ hãi. Khánh chúc mây tan đầy trời xanh. Lúc này thì mọi người cùng đến khánh chúc. Mây tan lộ mặt trời, trời xanh ngàn dặm chẳng có mây, mọi người đều rất vui vẻ. Do đó có câu: quang phong tể nguyệt thảo mộc hân hân. Gió thổi nhẹ nhẹ, mặt trăng sáng tỏ, cây cỏ đều vui tươi. Nộ vũ tật phong quần điểu thê thê. Cuồng phong bạo vũ thì chim trên bầu trời rất thê lương. Khánh chúc mây tan đầy trời xanh. Làm cho nghiệp chướng tiêu sạch thì trí huệ sẽ hiện tiền. Các vị nghe tôi giảng sai chỗ nào hoặc tả sai chỗ nào phải nói với tôi. Tôi không thể nói sai, chỉ cần có người tìm ra chỗ sai của tôi thì tôi vui lắm. Hôm nay siêu độ tổ tiên đã siêu độ rồi, tất cả đều rất vui vẻ sinh về thế giới cực lạc. Cũng có những vong linh không giảng sinh cũng được đầu thai làm người. Đây là cơ hội rất tốt siêu độ tổ tiên. Về sau, bất cứ đi đến đâu siêu độ tổ tiên thì mỗi bài vị biên một tên. Đừng để tổ tiên của các vị vào với nhau, giống như lồng bồ câu ở Hương Cảng, rất nhiều bồ câu ở trong một cái lồng.
Đó là vì trước kia con cháu của họ siêu độ họ thì cho rất nhiều người cùng vào một bài vị, cho nên trồng nhân nào thì gặt quả đó. Tôi biết mỗi người đều không muốn tổ tiên của họ ở lòng bồ câu. Đây là việc đã quá khứ, về sau đừng làm như thế nữa. Tốt hơn chúng ta ở trong Phật giáo làm việc, đừng nghĩ muốn tìm tiện nghi trong Phật giáo. Ở trong Phật giáo phải có tâm không sợ thiệt thòi. Khi bạn tham tiện nghi thì không hợp Phật Pháp. Đây là lời lẽ rất quan trọng xác thực, các vị phải chú ý. Chẳng có ai nói gì thì tôi giảng về ngồi thiền. Dạng Phật thành chúng ta, con người dưỡng thành một thứ tập quán. Trừ khi không ngồi thiền, khi ngồi thì ngủ. Vì cảm thấy khi ngồi xuống, nếu không ngủ thì chẳng có cơ hội ngủ, cho nên thừa dịp ngồi thiền thì ngủ. Nhưng lời lẽ lại nói ngược lại, ngủ thì tốt nhiều hơn là tỉnh. Khi tỉnh thì bạn cứ khởi vọng tưởng, tưởng tràn giang đại hải. Tại vạn Phật thành lại chạy về Mã Lai, tại Mã Lai lại chạy về vạn Phật thành. Không tốn tiền cũng không cần ngồi máy bay, cũng không cần đi xe lửa. Tại Mã Lai và vạn Phật thành chạy đi chạy về không biết bao nhiêu lần, cũng không cần trả thuế cho chính phủ. Đây là một việc hết sức tiện nghi, cho nên nói bạn tỉnh táo cứ khởi vọng tưởng, không như ngủ. Bạn ngủ thì có thể tằng tiện rất nhiều xăng dầu, vì năng lượng nguyên liệu trong tâm không có hao tốn. Tỉnh táo thì cứ khởi vọng tưởng, làm cho năng lượng nguyên liệu trong tâm hao tốn không biết bao nhiêu mà nói. Bạn cảm thấy không có tốn tiền, nhưng thực ra trong vô hình làm cho năng lượng nguyên liệu trí huệ của bạn hao tốn đi rất nhiều. Cho nên nói, ngủ yên trong núi sâu còn hơn hành đạo chốn đô thị. Tức là ngủ trong rừng sâu núi thẳm vẫn tốt hơn dụng công tu đạo tại thành thị. Ngủ trong rừng sớm tối vẫn có lúc tỉnh. Tại thành thị mà tu hành, không những tiếng ồn của máy bay trên trời, tiếng ồn các loại xe cộ, đủ loại tiếng ồn náo, khó tu hành nhập định. Tư thế ngồi cũng rất quan trọng. Bạn hãy xem người Nhật, tư thế ngồi trong thiền đường rất tốt. Tư thế người trong vạn Phật thành ngồi cũng không được tốt mấy. Tại sao? Vì tôi không chú trọng về bề mặt. Do đó, người ở đây cũng học theo tôi, tu không đàng hoàng, tùy tùy tiện tiện, không màng đến vấn đề này. Bây giờ nói với các vị, khi ngồi thiền thì nên ngồi kiết già là tốt nhất. Ngồi kiết già thì đùi trái gác lên đùi phải, chân phải để lên chân trái. Đó gọi là kiết già, còn gọi là tư thế hoa sen hoặc là tư thế kim cang. Ngồi như thế này thì hàng phục được thiên ma, khủng bố các ngoại đạo. Khi thiên ma thấy bạn ngồi như thế thì phải chạy xa, bạn rất dễ dàng nhập định, thành tựu tam muội. Khi ngồi phải đoan nghiêm chánh tọa, lưng phải thẳng lên, thân thể không được nghiêng ngả, đầu cũng không được cúi xuống hoặc ngã ra, cũng không lệch bên trái, nghiêng bên phải, phải ngồi ngay thẳng tự nhiên, không cẩu thả. Mắt thì quán mũi, mũi quán miệng, miệng quán tâm. Nghĩa là mắt quán mũi, mũi quán miệng, trên mũi vẫn có mắt chăng? Miệng quán tâm, trên miệng còn có mắt chăng? Bạn chưa tu thành nên không biết. Nếu bạn tu thành thì toàn thân đều là con mắt, trong mỗi lỗ chân lông đều có vô lượng vô biên con mắt. Cho nên bạn nhìn sự vật không cần dùng nhục nhãn để nhìn. Nghĩa là toàn thân của bạn đều là máy radar, đều là máy móc. Chỉ cần bạn chịu dụng công tu hành thì tương lai sẽ có diệu dụng này. Đây là khi bắt đầu dụng công, chưa nói đến bước thứ nhất. Bắt đầu dụng công phải có một câu thoại đầu hoặc tham câu thoại đầu này. Bổn lai mặt mũi trước khi cha mẹ sinh ra như thế nào? Hoặc là niệm Phật là ai? Có đủ thứ thoại đầu,
xem thử bạn thích tham câu nào thì tham câu đó. Chúng ta tiếp tục dụng công. Tục ngữ có câu: ngồi lâu thì có thiền, ở lâu thì có duyên. Do đó phải có tâm nhẫn nại, đừng hấp tấp. Khi hấp tấp thì tham cho mau, cho rằng càng mau càng tốt. Phải biết, căng quá thì dễ đứt, chậm quá thì lỏng lẻo. Đừng căng đừng chậm mới thành công. Tu đạo phải chân thật, đem công phu ra, đem thời gian ra, từng chút sẽ thành tựu. Mỗi ngày thành tựu, chẳng phải cấp tốc thì thành tựu được. Cho nên phải tiếp tục nỗ lực, chân đau một chút mà nhẫn được thì nhẫn nó. Chúng ta phải dứt sinh tử, thoát khỏi luân hồi, chẳng phải là việc nhỏ. Do đó, phải đem tâm nhẫn nại chân chánh ra mới tương ưng với đạo. 212. Hổ hồng đô lô ung. Kệ: chuyên nhất tắc linh phân trì tệ, chí thành tụng niệm vĩnh phất thế. Nhật cửu công thâm thành tam muội, chứng đắc bồ đề vô khứ lai. Tạm dịch: chuyên nhất thị linh phân thị tán, chí thành tụng niệm mãi không ngừng. Lâu dần công sâu thành tam muội, chứng được bồ đề không đến đi. Giảng giải: niệm câu án á hồng này thì thanh tịnh thân miệng ý ba nghiệp của bạn. Lúc này thì nhất định phải chuyên nhất. Do đó, chuyên nhất thì linh, phân thì tán. Bạn chuyên nhất một lòng thì sẽ linh, nếu không chuyên nhất thì không linh. Tán tức là phân tán, tán loạn, nghĩa là bạn không thể thành tựu tam muội. Cho nên nói, chí thành tụng niệm mãi không ngừng. Phải thành tâm đến cực điểm để tụng niệm chú Lăng Nghiêm này mãi mãi không thay đổi, không ngừng. Lâu dần công sâu thành tam muội. Thời gian lâu dần thì công phu tự nhiên sẽ thâm sâu, tức cũng như đi học, học hết thì sẽ tốt nghiệp. Công phu thuần thục thì tự nhiên sẽ thành tựu tam muội. Chứng được bồ đề không đến đi. Chứng được bồ đề giác đạo thì cũng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc này thì cũng chẳng đến, cũng chẳng đi. Phàm việc gì cũng phải có tâm nhẫn nại mới được. Không có tâm nhẫn nại tu hành thì không thể được. 213. Ra xoa. Kệ: kim cang thiên tiên các thủ hộ, phú nhiêu lợi hành khả úy đồ. Nhiếp thọ chiết phục bách thiên vạn, oai đức vô cùng phước huệ túc. Tạm dịch: kim cang thiên tiên đều bảo hộ, sung túc lợi hành uy đáng sợ. Nhiếp thọ triết phục trăm ngàn vạn, oai đức vô cùng đủ phước huệ. Giảng giải: câu này dịch là: tất cả kim cang thiên tiên trên trời và kim cang đến thủ hộ đạo tràng, thủ hộ người tu hành. La xoa còn dịch là giàu có đầy đủ, hoặc là lợi hành, lợi ích chúng sinh, lại dịch là khả úy. Kim cang có uy đáng sợ, thiên tiên có đại oai đức, nhiếp thọ triết phục trăm ngàn vạn. Pháp nhiếp thọ là dùng từ bi để nhiếp thọ, pháp triết phục là dùng oai đức để triết phục. Trăm ngàn vạn chúng sinh đều bị hai môn triết nhiếp độ thoát. Oai đức vô cùng đủ phước huệ. Kim cang thiên tiên đều là oai đức vô cùng, phước huệ đầy đủ. Có khi chư Phật quá khứ thị hiện, có khi đại sĩ hóa thân, cho nên các ngài phước cũng đủ, huệ cũng đủ. Mỗi câu chú Lăng Nghiêm, tôi dùng bốn câu kệ để hình dung oai lực của chú
và công dụng không thể nghĩ bàn của chú. Bổn lai chú Lăng Nghiêm biến hóa vô cùng. Bất quá tôi chỉ nói nửa phần trong vạn phần, tức cũng khiến cho người khởi nhiều vọng tưởng thêm một chút. Người thì thấy lạ nghĩ khác, thấy gì thì khởi vọng tưởng đó, không thấy thì không có vọng tưởng. Cho nên thế gian bất cứ việc gì, có tốt thì có xấu, có hợp thì có tan, có thiện thì có ác, có phải thì có trái, đều là pháp đối đãi. Chúng ta giải thích chú Lăng Nghiêm, tức cũng là không có việc tìm việc để làm. Có người xem kệ rồi thì hiểu một chút, có người xem rồi thì hồ đồ một chút. Đây là đạo lý gì? Đạo lý thế gian vạn sự vạn vật đều như thế, có lợi thì có hại. Ngài Mã Tổ thành lập Tùng Lâm, ngài Bách Trượng lập Quy Củ. Khi chế ra quy củ thì người không giữ quy củ hiển lộ ra, người xuất gia đọa địa ngục cũng nhiều. Tại sao có lợi thì có hại, có tốt thì có xấu? Việc thế gian đều là như thế. Người được độ ít hơn so với người đọa lạc, người đọa lạc nhiều hơn so với người thọ ký. Đạo lý thế gian là như thế. Tuy nhiên là như thế, chúng ta cũng không thể không hết lòng. Không thể nói người đọa lạc nhiều, người được độ ít thì chúng ta không độ, muốn bãi công. Vậy thì một người cũng không độ đặng, tất cả đều đọa lạc. Hy vọng của chúng ta là trong trăm vạn người độ được hai người thành đạo thì chẳng có thời gian luống qua. 214. Bà già Phạm. Kệ: Duy Trượng Thế Tôn oai thần lực, cứu hộ điên đảo chư hàm linh, phổ nguyện lìa khổ hoạch an lạc, tảo vi giác đạo lập căn cơ. Tạm dịch: Xin nhờ oai thần lực Thế Tôn cứu hộ các chúng sinh điên đảo, nguyện khắp lìa khổ được an lạc, sớm sẽ giác ngộ lập căn cơ. Giảng giải: Bà già Phạm là tên riêng của Phật. Ở trước đã giảng qua, bà già Phạm có sáu nghĩa cho nên không dịch. Xin nhờ oai thần lực Thế Tôn. Tất cả hộ pháp đều nương nhờ đại oai thần lực của mười phương chư Phật. Thế Tôn là tôn kính của thế gian và xuất thế gian, là một trong mười hiệu của Phật. Oai thần lực của Thế Tôn vô cùng vô tận. Tất cả các Bồ Tát và tất cả hộ pháp thường được đại oai thần lực của chư Phật gia trì mới đến được trong tất cả thế giới, giúp Phật hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh. Cho nên nói, cứu hộ các chúng sinh điên đảo. Các hàm linh chẳng phải chỉ một hay hai, mà là bao quát hết thảy tất cả chúng sinh. Có chúng sinh cơ duyên thành thục, có chúng sinh chưa thành thục. Các hộ pháp quán cơ đầu giáo, vì người mà thuyết pháp, theo bệnh cho thuốc, phá hết tất cả chấp trước và điên đảo của chúng sinh. Nhưng chúng sinh quá can cường, khó giáo hóa. Dạy họ làm công đức lành thì họ lệch đi, muốn tạo tội nghiệp. Dạy họ tu giới định huệ thì họ lệch đi, muốn chấp giữ tham sân si. Cho nên nói, chúng sinh can cường khó điều phục, chúng sinh ngu si cũng khó giáo hóa, đều dùng tri kiến của mình đi làm việc mà họ muốn. Biết rõ là không tốt mà vẫn cứ đi làm, biết rõ là không đúng mà họ vẫn đi làm. Đó là chỗ diệu của chúng sinh, nói thẳng ra là diệu đến cực điểm. Cho nên Lão Tử mới nói, thiên hạ đều biết tốt đẹp là tốt đẹp mà cứ đi làm ác, biết việc thiện là đúng mà cứ đi làm ác. Tức là nói, người trong thiên hạ đều biết tốt đẹp là tốt đẹp, nhưng quan niệm xấu tùy tiện sinh khởi, mà người cứ đi làm những việc thật là xấu ác. Con người biết thiện lương là đúng, làm thiện được thiện báo, mà họ không chịu làm thiện, cứ muốn đi làm ác.
đó là chúng sinh sinh ra tánh điên đảo. Giống như chó rất là thông minh, nhưng mà cứ muốn ăn phân. Tại phàm phu chúng ta thấy đại tiện hôi thối như thế, làm sao có thể ăn? Thế mà chó thấy đại tiện đều thơm hơn với bất cứ gì, chúng đều cướp giật ăn. Sao lại như thế? Tánh chó là như thế. Tất cả chúng sinh đều có cá tính. Như người hay mắng chửi người, cho rằng mắng chửi người là công việc của họ. Một ngày không mắng chửi người thì chịu không được. Hoặc là người hay nói thị phi, từ sáng đến tối thị thị phi phi. Một ngày không nói thị phi thì giống như phải đọa vào bạc thiệt địa ngục, thật là khổ sở. Cho nên tri kiến của chúng sinh không dễ gì cảm hóa. Bạn càng tốt với họ thì họ càng cho rằng bạn không đúng. Đó là bản tánh của chúng sinh, khinh thiện sợ ác. Bạn nói, vậy tôi muốn học làm người ác, không làm người thiện. Như thế thì chẳng được. Tuy nhiên, bạn thiện bị người khinh, vẫn phải nhẫn chịu một chút. Bị người khinh là chỗ tích đức, khinh người thì tổn đức. Chúng sinh điên đảo thì như thế. Các vị hộ pháp muốn cứu hộ điên đảo, tất cả khuẩn động hàm linh các ngài đều muốn cứu hộ. Chúng sinh lại điên đảo, lại không nghe lời, các ngài đều dùng tâm từ bi để giáo hóa. Nguyện khắp lìa khổ được an lạc. Nguyện khắp tất cả chúng sinh đều lìa khổ được an lạc. Sớm sẽ giác đạo lập căn cơ. Vì giác đạo lập căn cơ xuống, các ngài dùng đủ thứ pháp môn để dạy dỗ chúng sinh, khiến chúng sinh đắm xuống cơ sở một chút bồ đề giác đạo. Tương lai phát đại bồ đề tâm thì sẽ thành tựu vô thượng đạo. Tát Đát Tha. Kệ: Thập phương vô tận thường trụ thánh, nhất thiết hộ pháp đại minh đăng, chiết nhiếp nhị môn xảo thí độ, kim cang mực tích hóa chúng sinh. Tạm dịch: Mười phương vô tận thánh thường trụ, tất cả hộ pháp đèn sáng lớn, triết nhiếp hai môn khéo thí độ, kim cang mực tích hóa chúng sinh. Giảng giải: Mười phương vô tận thánh thường trụ. Mười phương tận hư không biến pháp giới, vô tận thường trụ Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Tất cả hộ pháp đèn sáng lớn. Rất nhiều kim cang Tạng Vương Bồ Tát đến hộ trì thần chú Lăng Nghiêm, khiến cho thần chú như đèn sáng lớn. Hộ trì Tam Bảo là mục đích cho chúng sinh. Dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh trong sáu đường khổ não. Triết nhiếp hai môn khéo thí độ. Chúng sinh đại can cường thì dùng pháp triết phục để triết phục. Nếu chúng sinh dễ giáo hóa thì dùng pháp nhiếp thọ để nhiếp thọ. Khéo tức là rất khéo léo, rất phương tiện. Dùng pháp vừa dặn đến chỗ diệu, đúng cơ của họ. Thí tức là thí dụng, hoặc là dùng bố thí độ, hoặc dùng đủ thứ phương pháp để độ chúng sinh. Kim cang mực tích hóa chúng sinh. Kim cang mực tích gọi là gì? Những việc làm của ngài Kim Cang Mật Tích, một số người chẳng biết đặng, vì không biết cho nên gọi là Mật Tích. Những việc làm của ngài đều là hộ trì Phật Pháp. Bạn nhìn ở ngoài lông, ngoài da, tựa như ngài phá hoại Phật Pháp. Thật ra,
Ngài đang thuyết vô thượng diệu pháp, khế hợp với căn cơ của chúng sinh, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, lìa khổ được vui. Ngài là đối cơ thuyết pháp. Bạn không minh bạch, không nhận thức, cho nên nói là mật tích, mật hạnh. Đường xa biết sức ngựa, sống lâu thấy tâm người. Người học Phật chẳng phải một sớm một chiều thì học được Phật, phải dùng thời gian lâu dài để thể nghiệm đạo lý Phật giáo, y giáo tu hành, lâu dần mới có sự thành tựu. Người chân chánh nhận thức Phật pháp cũng không sợ, cũng không hãi, cũng không khóc, cũng không cười. Phật pháp tức là như thế, chẳng có chỗ sợ hãi, chẳng có chỗ khóc hoặc cười. Luôn luôn giữ như như bất động, liễu liễu thường minh, đó là bổn thể của Phật pháp. 216. Già Đô Sắc Ni Sam kệ: Ngã kim quy mạng đại Phật đảnh, vô tận pháp tạng trí huệ quang, nguyện ngã minh liễu diệu tổng trì, phụng hành Như Lai sở thuyết nghĩa. Tạm dịch: Con nay quy mạng đại Phật đảnh, vô tận pháp tạng trí huệ quang, nguyện con hiểu rõ diệu tổng trì, phụng hành nghĩa lý Như Lai nói. Giảng giải: Con nay quy mạng đại Phật đảnh. Đây là tất cả hộ pháp nói. Bây giờ chúng con cùng quy mạng đại Phật đảnh chú Lăng Nghiêm. Vô tận pháp bảo trí huệ quang. Đại Phật đảnh tức là vô tận pháp tạng, lấy không hết, dùng không xuể. Pháp tạng vô tận này đều ở trong tự tánh, chẳng phải từ bên ngoài đến, là từ trong tự tánh của bạn hiển lộ ra. Vậy tại sao bây giờ không hiển lộ ra? Giống như côn trùng đang ẩn tàng thì không động đậy, khi thời tiết nóng thì chúng hoạt động trở lại. Người tu đạo, tu cho thân được nóng thì trùng tự tánh cũng sống trở lại. Khi trùng tự tánh sống lại thì tất cả tế khuẩn trong thân đều chết hết. Đó chẳng phải là sát sinh chăng? Nếu bạn cho rằng như thế thì đừng tu hành. Chẳng có ai miễn cưỡng bạn. Bạn vẫn có thể hoàn tục trở về đời sống tại gia, đầy dẫy phiền não, tranh giành, vô minh đố kỵ chướng ngại. Nhưng nếu muốn tu hành thì phải cải biến tất cả tế khuẩn, khôi phục Phật tánh của chính mình. Trước khi chưa thành Phật thì trong thân có 8 vạn 4 ngàn vi trùng đang phân chia tánh của bạn, ăn thịt của bạn, uống máu của bạn, ở trong thân của bạn, kêu bạn làm này làm nọ, kêu bạn đừng giữ quy củ, kêu bạn đi làm những việc điên đảo, đều là những thứ xấu này chi phối bạn. Bạn nói, nguồn gốc của việc này chẳng phải tôi làm. Vậy tại sao bạn phải giúp chúng như vậy? Đói một chút cũng chịu không được, khát một chút cũng chịu không được, ngủ không đủ cũng chịu không được. Tại sao phải bảo hộ chúng như thế? Bạn bảo hộ những vi trùng này thì tự tánh không hiển lộ được. Những thứ trùng đó đáo để là thứ gì? Là những thứ trùng ngu si. Ở trên thân của bạn, làm cái này không được thoải mái, cái kia không chịu được, khắp thân đều là phiền não, đau bệnh này đau bệnh kia, đều là những thứ trùng ngu si đang tác quái. Mặc ít cũng không chịu, ăn ít cũng không chịu, nó thích gây sự với bạn. Vô tận pháp tạng đều ở trong đại Phật đảnh sinh ra. Trí huệ quang này chẳng phải những thứ quang khác, mà là quang minh của trí tuệ. Tại sao Phật có quang minh? Vì Ngài không có đen tối ngu si, cho nên đều dùng trí huệ quang minh để chiếu soi tất cả. Ngay cả vô minh cũng chiếu phá. Khi phá tan vô minh thì pháp tánh hiển lộ ra, cho nên trí huệ quang tức là quang của Phật.
nguyện con hiểu rõ diệu tổng trì. Cung phụng Đại Trí Huệ Quang, Đại Phật Đảnh Vô Tận Pháp Tạng này là vì điều gì? Tức là vì hiểu rõ Đại Tổng Trì, cũng tức là Lăng Nghiêm Đà La Ni. Tổng Trì tức là Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch là Tổng Trì. Tổng tất cả Pháp, trì vô lượng nghĩa. Pháp gì cũng đều tổng nhiếp ở trong đó. Tất cả các Pháp đều phát nguồn từ đây. Phụng hành nghĩa lý Như Lai nói, chúng ta hiểu rõ Đại Tổng Trì này rồi thì phải y theo đạo lý Phật nói, cung kính phụng hành. 217. Ba ra điểm. Kệ: Pháp quang biến chiếu âm tự tại, chí thành tác lễ mật linh văn, hy sử cảm ứng đạo giao lực, hoàng ngã bổn lai chứng bồ đề. Tạm dịch: Pháp quang chiếu khắp tiếng tự tại, chí thành kính lễ chú Lăng Nghiêm, mong được cảm ứng và đạo giao, trở về nguồn cội chứng bồ đề. Giảng giải: Ba la điểm nghĩa là pháp quang chiếu khắp. Trí huệ quang của Phật chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, trong đó lại có một âm thanh tự tại, cho nên nói pháp quang chiếu khắp tiếng tự tại, chí thành kính lễ mật linh văn. Bây giờ con chí thành kính lễ mật linh văn. Mật linh văn tức là chỉ chú Lăng Nghiêm. Mong được cảm ứng và đạo giao, hy vọng dùng sức cảm ứng đạo giao. Trở về nguồn cội chứng bồ đề. Cội nguồn ra sao thì trở về thế đó. Cội nguồn ra làm sao? Gì cũng chẳng có, cho nên bây giờ trở về đâu cũng chẳng có. Còn một chút chấp trước thì còn chướng ngại. Còn chướng ngại thì không thể vượt khỏi tam giới. Do đó nhất định phải phá tan tất cả chấp trước. Đến vật gì cũng chẳng còn, thì lúc đó phục hồi lại bổn lai diện mục. Bây giờ chúng ta có gì? Gì cũng chẳng có. Đợi đến khi chúng ta vật gì cũng chẳng muốn, thì vật gì cũng đều có. Trí huệ cũng hiện tiền, thần thông cũng hiện tiền, diệu dụng cũng hiện tiền. Tại sao bây giờ không có trí huệ thần thông? Là vì cứ đi các nơi lượm rác rến, đá quý vàng thật thì bạn không muốn. Vốn có quý giá thì bạn chẳng muốn. Ngược lại, cứ đi các nơi lượm nhặt rác rến bẩn thỉu, tự mình còn cho là rất thông minh. Thật là ngu si hết mức. 218. Xà kiết rị. Kệ: Tác lễ vô trụ hóa sinh sinh, vô cùng vô tận nghĩa di phong, thập phương Như Lai đồng nhiếp thọ, ly khổ đắc lạc xuất hỏa khanh. Tạm dịch: Kính lễ vô trụ hóa sinh sinh, vô cùng vô tận nghĩa cùng tột, mười phương Như Lai đồng nhiếp thọ, lìa khổ được vui rời hầm lửa. Giảng giải: Kính lễ vô trụ hóa sinh sinh. Câu chú này dịch là kính lễ, lại dịch là vô trụ, lại dịch là sinh. Sinh này nghĩa là sinh sinh vô định, hóa hóa vô cùng. Kính lễ tức là đảnh lễ Phật. Vô sở trụ tức là bạn đừng có chấp trước. Bạn nói vậy tôi đừng tu hành thì chẳng có chấp trước, đó là sai. Bạn tu hành cũng đừng chấp trước có tu hành. Bạn nói vậy tôi không ăn cơm thì không chấp trước. Không ăn cơm nhưng bụng không chịu được, nhưng bạn ăn no rồi còn nghĩ muốn ăn nữa, vậy cũng không đúng.
Kinh Kim Cang có nói: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Hôm nay có người cho rằng ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, tức là không cần tu hành, không cần niệm chú, cũng không cần tụng kinh, vậy thì chẳng có chấp trước. Chẳng phải vậy. Bạn phải tu hành đến chỗ chẳng có gì hết, làm đến khi bạn không còn chấp trước có công đức gì, đó là vô sở trụ, không chỗ trụ. Vì bạn có chỗ trụ thì sẽ dính mắc vào đó, chẳng thoát ly được. Do đó phải không chỗ trụ mà sinh tâm, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, sinh sinh hóa hóa vô cùng tận. Cho nên câu dưới đây nói: vô cùng vô tận nghĩa cùng tột. Nghĩa lý của câu chú này vô cùng vô tận, ý nghĩa nhiều cùng tột, không có gì nhiều hơn nữa. Vì thế bạn niệm câu chú này thì mười phương Như Lai đồng nhiếp thọ. Mười phương chư Phật đều nhiếp thọ bạn, khiến cho bạn lìa khổ được vui, rời hầm lửa. 219. Mahataha Tát Ra kệ: thắng đại kim cang oai mãnh hùng, thôi toại ma ngoại trấn yêu phần, năng nhẫn kiên cố phiền não chướng, di giáo tân lao lập kỳ công. Tạm dịch: thắng đại kim cang oai mãnh hùng, phá tan ma ngoại trấn yêu khí, hay nhẫn kiên cố phiền não chướng, vì giáo khổ nhập lập kỳ công. Giảng giải: Maha dịch là thắng đại, là tên của hộ pháp Kim Cang, tức là thắng đại Kim Cang. Cho nên nói thắng đại Kim Cang oai mãnh hùng. Ngài là một đại anh hùng oai phong mãnh liệt, bách chiến bách thắng. Phá tan ma ngoại trấn yêu khí, Ngài phá sạch thiên ma ngoại đạo, khiến cho bọn chúng đầu hàng. Khi nhìn thấy Ngài thì đều lão lão thực thực, vâng lời nghe sai khiến. Tại sao chúng không nghe lời sai khiến của ta? Vì ta không có đại oai phong như thế, không có thần thông dũng mãnh như thế, do đó không được như thế. Hay những kiên cố phiền não chướng, vị đại anh hùng thắng đại kim cang này, phiền não gì cũng đều chẳng có, vì Ngài nhẫn được, làm cho phiền não chướng đều tiêu sạch. Ngài nhẫn được rồi, cũng kêu chúng ta phải nhẫn phiền não chướng này, mới vượt khỏi tam giới, mới thành Phật được. Do đó Ngài, vì giáo khổ nhọc, lập kỳ công. Vì Phật giáo mà tranh quang, lập được những công lao đặc biệt. Chúng ta người tu đạo cũng phải học hạnh kiên nhẫn của Ngài thắng đại kim cang, có tâm nhẫn nại vì hộ trì Phật Pháp mà ủng hộ Phật giáo, chịu cực, chịu khổ, khổ nhọc gì cũng không sợ, nhẫn được những gì người nhẫn không được, nhường những gì người không thể nhường, ăn những gì người không thể ăn, chịu những gì người chịu không được. Phải có tâm nhẫn nại kiên cố như thế, tinh thần kiên cố nhẫn được. Đừng có nhẫn được một giờ, sang giờ thứ hai thì nhẫn không được. Ai muốn nhẫn được thì không sợ đau chân, đó là thật tu hành. Ta vì tu hành có đau một chút cũng cam chịu, vì tu hành thì có chết cũng chẳng quan hệ gì. Phải có chí nguyện như thế thì bạn nói đây không phải là thắng đại kim cang thì là gì? 220. Bột thọ ta ha tác ra kệ: kim cang vũ khởi hàng ma kiếm, liên hoa hóa sinh thất bảo trì, Thích Ca thành đạo bồ đề thụ, phổ độ hàm thức xuất hãm ni. Tạm dịch: kim cang vũ khởi hàng ma kiếm, hoa sen hóa sinh ao bảy báo, Thích Ca thành đạo cội bồ đề, phổ độ hàm thức khỏi bùng lầy.
giảng giải. Câu chú này dịch là vũ, lại dịch là hoa. Vũ là vũ pháp kim cang, vũ khởi hàng ma kiếm, khiến cho tất cả thiên ma ngoại đạo đều kinh hãi sợ sệt, đều bị hàng phục. Các ngài dùng vũ khởi hàng ma kiếm chỉ là thị oai, biểu diễn oai phong, thật ra thì chẳng giết hại. Bên ngoài thì thị hiện kim cang, nhưng trong tâm thật là từ bi và thiện lương. Chỉ là làm ra vẻ trang nghiêm, khiến cho họ đừng làm ác như thế. Nếu ai gặp vị kim cang này mà phát tâm tu hành, thì sẽ giảng sinh về cực lạc thế giới, hóa sinh từ hoa sen trong ao bảy báo. Cho nên nói, hoa sen hóa sinh ao bảy báo, Thích Ca thành đạo cội bồ đề. Phật Thích Ca Mâu Ni từ cung trời đâu xuất hàng thần vào thai mẹ. Ở trong thai mẹ thì vì tất cả quỷ thần mà thuyết pháp. Sau đó xuất thai, xuất gia, rồi ở dưới cội bồ đề hàng phục thiên ma, khống chế các ngoại đạo, thành đẳng chánh giác, chuyển pháp luân, độ chúng sinh mà nhập niết bàn. Khi ngài ngồi 49 ngày dưới cội bồ đề không động đậy. Các vị nghĩ xem, Đức Phật ngồi 49 ngày dưới cội bồ đề không động đậy, lập thệ nguyện. Nếu không thành Phật thì quyết không rời chỗ này. Cuối cùng chứng được quả vị Phật. Nếu ngài cũng như chúng ta, không có tâm nhẫn nại, chỉ nói được mà làm không được thì không thể thành tựu. Vì tâm nhẫn nại của ngài kiên cố hơn so với bất cứ ai, mới đánh phá được tất cả cửa ải, chứng quả thành Phật. Các vị nghĩ xem, Phật ngồi 49 ngày, chúng ta ngồi được 7 ngày chăng? Nếu được thì cũng gần kề, nhưng sợ e rằng 7 ngày cũng làm chẳng được. Thệ nguyện của Phật kiên cố như kim cang, chẳng giống như chúng ta cứ tùy tiện, cho nên ngài đã thành đạo. Ngài thành đạo được là nhờ tâm nhẫn nại. Nhẫn được những gì người nhẫn không được, làm được những gì người làm không được. Dưới cội bồ đề, ngài cũng không ăn không ngủ, chỉ ngồi thiền, ngồi 49 ngày không đứng dậy. Cho nên khoát nhiên khai ngộ, đêm thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, thành Phật dưới cội bồ đề. Thành Phật rồi, thấy tất cả chúng sinh đều đang chịu khổ. Tuy nhiên, ngài vốn không muốn làm việc gì, cũng không nhẫn tâm không làm. Cho nên ngài lại phổ độ hàm thức khỏi bùn lầy, độ hết tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Chúng ta ở trong lục đạo luân hồi cũng giống như dính mắc trong bùn lầy, không thể nào thoát ra được. Phật đến trợ giúp, làm cho chúng ta từ trong dũng bùn lầy thăm thẳm vượt khỏi ra ngoài. 221. Thất Rị Sa. Kệ: Diệu thủ các tường đại kim cang, văn phong hướng hóa bất tư lường, cải ác tùng thiện quả quá thác, trực nhập pháp giới vạn Phật đường. Tạm dịch: Diệu thủ các tường đại kim cang, nghe tên phát tâm không nghĩ lường, cải ác hướng thiện bớt tội khiên, vào thẳng pháp giới vạn Phật đường. Giảng giải: Câu này dịch là diệu thủ, lại dịch là diệu cát tường. Cho nên nói diệu thủ cát tường đại kim cang. Tên của vị kim cang này là diệu thủ cát tường kim cang. Ai thấy vị kim cang này thì người đó sẽ phát bồ đề tâm. Cho nên nói nghe danh phát tâm không nghĩ lường. Bạn nghĩ cũng nghĩ không đến, khi nghe tên vị kim cang này thì sẽ cải ác hướng thiện. Cho nên nói cải ác hướng thiện bớt tội khiên, đem tâm ác cải thiện, sửa lỗi làm mới thì sẽ bớt đi tội lỗi. Vào thẳng pháp giới vạn Phật đường. Sửa lỗi làm mới thì sẽ vào được pháp giới vạn Phật đường tu hành.
nếu không cải ác hướng thiện, bớt đi lỗi lầm, thì không dễ gì tu hành trong dạng Phật thành, không dễ gì đứng vững được. Do đó, ai đến dạng Phật thành đều phải cải lỗi làm lành, thì mới nhận chân tu hành trong dạng Phật thành được. Nếu trong dạng Phật thành không sửa lỗi làm lành, thì Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần đều không hứa khả, không bảo hộ bạn, về sau sẽ phát sinh đủ thứ vấn đề. Cho nên, phàm là người đến tu tại dạng Phật thành, thì cử chỉ hành động tự mình quán chiếu, đi đứng nằm ngồi không rời nhà, lời nói việc làm đều phải tự mình xem mình, quản chính mình. Đừng giống như mấy giặt đồ, cứ giặt đồ cho kẻ khác, đồ kẻ khác sạch mà đồ mình thì dơ bẩn. Người tại dạng Phật thành đừng giống như mấy ảnh, cứ chụp hình cho người khác mà không chụp cho chính mình. 222 Kudritaha Takne. Kệ: Câu tàng phổ giai kim cang danh, cốt thân xá lợi giới đức doanh, định huệ trang nghiêm ngũ sắc câu, kiên cố bất hoại vĩnh quang minh. Tạm dịch: Quân tạng đều là tên kim cang, thân cốt xá lợi giới đức thừa, định huệ trang nghiêm đủ năm màu, kiên cố bất hoại chiếu sáng mãi. Giảng giải: Câu này dịch là quân, lại dịch là tạng. Kim Cang Quân Bồ Tát và Kim Cang Tạng Bồ Tát đều là tên của Kim Cang Bồ Tát. Lại dịch là thân cốt, lại dịch là xá lợi. Có cốt xá lợi màu trắng, có tóc xá lợi màu đen, có thịt xá lợi màu đỏ, lại có cốt tủy xá lợi màu vàng, màu xanh, năm màu. Tại sao có xá lợi? Vì đắc được vô lậu. Tinh khí thần không lậu ra ngoài, không có chảy mất, ngưng tụ mà thành. Xá lợi trải qua ngàn kiếp mà không đổi, vạn đời mà vẫn mới, vĩnh viễn tồn tại. Người tu hành giữ giới luật tinh nghiêm mới có. Cho nên nói, định huệ trang nghiêm đủ năm màu. Đây cũng là biểu thị người tu đạo có định huệ trang nghiêm mới có xá lợi. Kiên cố bất hoại chiếu sáng mãi. Xá lợi tử còn gọi là kiên cố tử, vĩnh viễn bất hoại phóng quang minh. 223 Đế lệ A thệ đề thị Bà Rị Đa. Kệ: Kính lễ đại luân kim cang thần, thiên đầu thiên thủ thiên nhãn tôn, oai đức nhuận trạch kim quán đảnh, hộ trì hành nhân vô năng thắng. Tạm dịch: Kính lễ đại luân kim cang thần, đấng ngàn đầu ngàn tay ngàn mắt, oai đức nhuận trạch và quán đảnh, hộ trì người hành vô năng thắng. Giảng giải: Con nay kính lễ đại luân kim cang thần, đấng ngàn đầu ngàn tay ngàn mắt. Vị kim cang này có ngàn đầu ngàn tay ngàn con mắt, nhìn trông thật rất kỳ quái. Tên của ngài lại dịch là Oai Đức Nhuận Trạch Quán Đảnh, cho nên nói Oai Đức Nhuận Trạch và Quán Đảnh, hộ trì người hành vô năng thắng. Lại dịch là vô năng thắng. Ngài hộ trì người tu hành chẳng có ai có thể so sánh được. Hai trăm hai mươi bốn Tra Tra Anh Ca. Kệ: Ly chướng hành động năng thôi toại, chư pháp vô ngại sinh quý trụ.
Quang minh biến chiếu hộ tam bảo, ngã đẳng giới thần cứu mê túy. Tạm dịch: lìa chướng hành động hay phá tan, các pháp vô ngại sinh quý trụ. Quang minh chiếu khắp hộ tam bảo, các vị thần giới cứu mê say. Giảng giải: câu này dịch là lìa chướng, xa lìa tất cả chướng ngại. Lại có một nghĩa nữa là hành động. Ý nghĩa hành động tức là lìa chướng, tức là đập tan. Muốn có các hành động mới lìa chướng được, phải hành động mới đập tan được. Cho nên nói lìa chướng hành động hay phá tan, các pháp vô ngại sinh quý trụ. Đến địa vị tất cả các pháp đều viên dung vô ngại, thì tại thập trụ chứng đến bậc sinh quý trụ mới được các pháp vô ngại. Quang minh chiếu khắp hộ tam bảo, tất cả hộ pháp thiện thần đều phóng quang động địa, hộ trì Phật pháp tăng tam bảo. Các vị giới thần cứu mê say, ngã đẳng thiện thần giữ gìn bảo hộ giới và thiện thần bảo hộ chú, đều muốn cứu thế gian những chúng sinh mê muội quá sâu nặng, và muốn cứu chúng sinh sống say chết mộng, muốn cứu chúng sinh tham luyến lục đạo luân hồi không biết thoát ra. Chúng ta hộ giới thiện thần tức là chấp hành công việc này. 225. Maha Bạc Xà Lô Đà Ra. Kệ: đại kim cang chúng hộ hành nhân, tác sư tự hống pháp lôi chấn, sử lệnh hữu tình trừ chướng ngại, độ tất cả khổ bát nhã thâm. Tạm dịch: chúng đại kim cang hộ người tu, làm sư tự hống đánh trống pháp, khiến cho hữu tình trừ chướng ngại, bát nhã thâm sâu độ các khổ. Giảng giải: Maha tức là đại, Bạc Xà La là kim cang, tất cả thủ hộ đại kim cang tạng Bồ Tát, chúng đại kim cang hộ người tu. 84.000 đại kim cang tạng Bồ Tát thường theo người thọ trì chú Lăng Nghiêm hộ trì họ, vì các ngài trong quá khứ đã phát nguyện phải hộ trì chúng sinh nào thọ trì chú Lăng Nghiêm. Do đó, người nào thọ trì chú Lăng Nghiêm thì người đó được kim cang tạng Bồ Tát đến bảo hộ. Làm sư tử hống đánh trống pháp, kim cang tạng Bồ Tát khắp nơi đều làm đại sư tử hống, đánh trống pháp lớn, thổi pháp loa lớn, dựng pháp tràng lớn, treo pháp phan lớn như là sấm sét, khiến cho chúng sinh mê mộng sớm giác ngộ. Có lúc chúng sinh mê quá nặng không thể giác ngộ, cho nên phải dùng âm thanh thật lớn làm cho họ tỉnh dậy, khiến cho họ khoát nhiên minh bạch mà phát đại bồ đề tâm, khiến cho hữu tình trừ chướng ngại, tức là giáo hóa tất cả hữu tình. Hữu tình chúng sinh không dễ gì giáo hóa, vì họ hữu tình, bạn dạy họ tu đạo, họ bị tình trói buộc. Dạy họ học Phật Pháp, họ lại bị vật liên lụy, đều buông bỏ chẳng đặng, bị tình ái mê hoặc trầm luân trong biển khổ. Hộ pháp thiện thần làm cho hữu tình lìa chướng ngại, bát nhã thâm sâu độ các khổ, khiến cho tất cả khổ não đều qua khỏi. Qua khỏi tất cả khổ tức là xa lìa điên đảo mộng tưởng, đắc được cứu kính niết bàn. Đó là bát nhã thâm sâu, tức cũng là quán tự tại Bồ Tát hành sâu vào bát nhã ba la mật đa, thì thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách. Qua khỏi tất cả khổ ách phải có trí huệ bát nhã thâm sâu, không có trí huệ bát nhã thâm sâu thì không thể qua khỏi tất cả khổ ách. Hộ pháp thiện thần giúp chúng ta đắc được bát nhã thâm sâu, đại trí huệ, bèn được lìa khổ được vui. Học Phật Pháp phải đem chân tâm ra, cử chỉ hành động lời nói đều phải làm chân thật, đừng giống như người thế gian nửa thật nửa giả,
có lúc nói lời thật, có lúc nói lời giả. Người tu đạo luôn luôn phải nói lời chân thật, làm việc chân thật, không nói dối. Mỗi một ý niệm phải trừ mau bệnh của chính mình, đem tập khí vô lượng kiếp quá khứ của mình sửa đổi, đem tội nghiệp vô lượng kiếp đến nay đều phải sám hối. Vì sao học Phật Pháp rất lâu mà chẳng tương ưng? Vì cứ che đậy tội lỗi của mình, không chịu đem chân tâm ra tu hành, do đó làm cho thời gian trôi qua lãng phí, cũng chẳng phải khai mở trí huệ chân chánh, cũng chẳng đắc được định lực chân chánh. Thời gian luống qua, đạo nghiệp của mình chẳng thành tựu, đó thật là việc rất đáng tiếc. Ở trong đạo tràng phải trân tiếc tất cả vật chất, nên thương tiếc vật thường trụ như bảo vệ trong mắt của mình. Vật thường trụ ví như cơm, gạo, dầu, muối, tương, rau, vân vân, phải thương tiếc đừng phí phạm. Cho đến một cọng cỏ, một khúc gỗ, một trang giấy đều phải thương tiếc bảo vệ nó. Những điều trên đây nếu không chú ý, không biết tích phước thì công đức đều rỉ sạch. Những gì tu phước thì ít hơn là tạo nghiệp. Những gì được thì ít, mất đi thì nhiều. Lại nữa, cử chỉ hành động lời nói đừng làm hại đến kẻ khác. Miệng cũng phải tồn đức, đừng nói thêu dệt, nói dối, mắng chửi hai lưỡi. Miệng thì đặc biệt phải chú ý. Thân thì đừng sát sinh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm. Ý đừng phạm tham sân si, đừng vì túi da hôi thối này mà lo lắng. Tâm niệm phải vì nó mà trộm vật ăn. Tâm niệm nghĩ muốn trang nghiêm cho túi da hôi thối này để dễ nhìn. Tâm niệm muốn vì túi da hôi thối này mà hưởng thụ sung sướng, đó đều là điên đảo. Chúng ta phải nghĩ vượt khỏi tam giới, thoát khỏi lục đạo luân hồi, đều phải sửa đổi tập khí. Ái tình cũng phải nhìn xuyên thủng là không, mới toại tâm mạng ý, thành tựu được quả bồ đề. Tu đạo không thể hưởng phước. Phải nhớ, vị tổ tông của Phật giáo tức là Phật Thích Ca Mâu Ni, xưa kia tu đạo là thái tử mà Ngài từ bỏ tất cả để xuất gia tu đạo. Lấy thân thế của Ngài mà nói, tuy nhiên xuất gia vẫn có thể ăn ngon mặc đẹp ở chỗ tốt, thế mà Ngài không làm như thế. Ngài vào núi tuyết, chịu khổ, chịu đói, chịu lạnh, chịu nóng, tại đó tu hành 6 năm. Trong 6 năm đó, chẳng ăn vật gì ngon, cũng chẳng đi các nơi kêu người cúng dường cho Ngài, mà chịu khổ như thế. Lấy thân phận phú quý của Đức Phật Thích Ca mà còn tự ý chịu khổ tu hành. Còn chúng ta là thân phận gì? Chẳng qua là người bình thường. Tại sao phải mặc tốt, ăn ngon, ở chỗ tốt, tham đồ hưởng thụ, chịu khổ chẳng được, sợ chịu khổ? Nghĩ xem so với Phật Thích Ca, chúng ta đáng hổ thẹn chăng? 226. Đế rị Bồ Bà Na. Kệ: Quy y nhất thiết tam thế Phật, chí thành đảnh lễ chư thánh hiền. Bát vạn tứ thiên kim cang tạng, hộ trì hành nhân xuất mê duật. Tạm dịch: Quy y tất cả Phật ba đời, chí thành đảnh lễ các thánh hiền. 84,000 kim cang tạng, hộ trì người hành thoát đường mê. Giảng giải: Đây là quy mạng tất cả Phật ba đời. Cảm tạ chư Phật ba đời kiến lập đàn tràng Lăng Nghiêm, cho nên nói quy y tất cả Phật ba đời. Chư Phật ba đời là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, nhiều vô lượng vô biên. Chí thành đảnh lễ các thánh hiền. Không những quy y chư Phật mà cũng quy y tất cả các Bồ Tát và 84,000 kim cang tạng Bồ Tát. Chí thành đảnh lễ hết thảy thánh hiền. Hộ trì chú Lăng Nghiêm có 84,000 kim cang tạng Bồ Tát thường theo hai bên người hành trì. Hộ trì người hành thoát đường mê. Từ ngày đầu tiên phát tâm niệm chú Lăng Nghiêm thì các ngài bảo hộ bạn, theo bạn, chỉ cần bạn đừng phá giới, đừng phạm giới sát sinh, giới trộm cắp, giới tà dâm, giới nói dối và giới uống rượu, thường giữ 5 giới này thì 84,000 kim cang tạng Bồ Tát
thường hộ trì bạn. Nếu bạn phá giới thì Ngài chẳng hộ trì bạn nữa. Cho nên người tin Phật có lúc tai nạn đến bèn nói: tôi tin Phật, còn có tai nạn chăng? Bạn phải biết, tuy bạn tin Phật nhưng không giữ giới luật, không y chịu Phật pháp tu hành, đương nhiên sẽ có nhiều tai nạn sẽ phát sinh. Vì tám vạn Kim Cang Tạng Bồ Tát không hộ trì bạn nữa. Nếu y theo pháp tu hành giữ giới, tụng trì chú Lăng Nghiêm, thì tám vạn 4.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát thường hộ trì bạn, khiến cho bạn sớm ra khỏi sáu nẻo luân hồi. 227. Mạng Trà Ra. Kệ: học giả ấn chứng thiết pháp đàn, tốc thành tam muội cứu đảo quyền, phổ nhiếp chúng sinh ly thống khổ, Lăng Nghiêm đại định vĩnh hiện tiền. Tạm dịch: giác giả ấn chứng lập pháp đàn, sớm thành tam muội cứu đảo quyền, nhiếp khắp chúng sinh lìa thống khổ, Lăng Nghiêm đại định hiện tiền mãi. Giảng giải: mạng Trà La vốn là đọc mạng Đát La, chữ trà không nhất định phải đọc âm trà. Ở trước Bồ Bà Na dịch là giác giả, vị giác giả này ấn chứng đại định Lăng Nghiêm, thiết lập Lăng Nghiêm đàn tràng. Mạng Trà La tức là một đàn tràng. Đàn tràng chú Lăng Nghiêm niệm án Á Hồng thì theo niệm bèn thành đàn tràng. Cho nên nói giác giả ấn chứng lập pháp đàn, thiết lập pháp đàn để ấn chứng cho bạn. Sớm thành tam muội cứu đảo quyền. Tụng chú mà tụng được có chút cảm ứng thì sẽ nhập được Lăng Nghiêm đại định. Tam muội lại gọi là chánh định chánh thọ. Bạn đắc được chánh định chánh thọ, đắc được tất cả thần thông diệu dụng thì có thể đến thế giới cứu đảo quyền, cứu độ tất cả chúng sinh thế gian. Nhiếp khắp chúng sinh lìa thống khổ. Phật Bồ Tát đều muốn chúng ta sớm lìa khổ được vui, không có tất cả mọi thống khổ. Các ngài dùng pháp môn nhiếp thọ để nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Lăng Nghiêm đại định mãi hiện tiền. Thường đắc được Lăng Nghiêm đại định kiên cố này thì thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được. Đại định này luôn luôn hiện tiền thì người hành luôn luôn đều ở trong định. 228. Ô Hồng. Kệ: tái sắc nhất thiết hộ pháp chúng, phổ lệnh chư bộ các thần đồng, thường tùy hành nhân sự giác ngộ, đồng phó long hoa hội quần hùng. Tạm dịch: sắc lệnh tất cả chúng hộ pháp, khiến khắp các bộ các thần đồng thường hộ người hành sớm giác ngộ, đồng phó long hoa hội quần hùng. Giảng giải: ở trước chư Phật Bồ Tát phân phối hộ pháp, từ từ bảo hộ người tu hành. Vì Phật từ bi cho nên lại sắc lệnh tất cả chúng hộ pháp đặc biệt chú ý hộ trì người hành. Chúng tức là tất cả đều bao quát trong đó, khiến khắp các bộ các thần đồng ra lệnh tất cả đồng nam đồng nữ của các bộ tất cả hộ pháp thường hộ người hành sớm giác ngộ, luôn luôn theo tất cả người tu hành khiến cho họ giác ngộ ngày càng tiến bộ. Đồng phó long hoa hội quần hùng, tương lai khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật, trong ba hội Long Hoa hội kiến rất nhiều đại anh hùng thành đạo. 229. Ta Tất Đế. Kệ: thành tựu chư pháp chánh định tụ, viên mãn tam đức diệu giác tôn, tự độ độ tha Bồ Tát hạnh, đăng niết bàn sơn Bát Nhã phong. Tạm dịch: thành tựu các pháp được chánh định, tròn đầy ba đức đấng diệu giác, tự độ độ tha hạnh Bồ Tát, lên núi Niết Bàn đỉnh Bát Nhã. Giảng giải: thành tựu các pháp được chánh định,
Sa tất đế dịch là thành tựu các pháp, thành tựu tất cả các pháp mà đắc được tam muội chánh định chánh thọ, viên mãn ba đức đấng diệu giác. Ba đức là pháp thân đức, bát nhã đức và giải thoát đức. Pháp thân của chúng ta là biến nhất thiết xứ, bát nhã đức là công đức trí huệ, cũng là biến nhất thiết xứ, giải thoát đức cũng là biến nhất thiết xứ. Ba đức này đều viên mãn thì chứng được diệu giác bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên xưng là đấng diệu giác. Sau đó lại tự độ độ tha hạnh Bồ Tát. Bồ Tát đạo là tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, đó là hạnh của tất cả Bồ Tát tu hành. Lên núi Niết Bàn đỉnh Bát Nhã, lại lên núi Niết Bàn. Núi Niết Bàn tức là thường lạc ngã tịnh, lên đến đỉnh Bát Nhã cao nhất, đỉnh trí huệ cao nhất. 230. Bạc Bà Đô. Kệ: Bà già bà đế Phật Thế Tôn, giả dịch viên mãn cập tùy tâm, thiện hỷ năng nhập lăng nghiêm định, vô lượng trí huệ thử trung sinh. Tạm dịch: Bà già bà đế Phật Thế Tôn cũng dịch viên mãn và tùy tâm, thiện hỷ nhập được định lăng nghiêm, vô lượng trí huệ từ đây sinh. Giảng giải: Bạc Bà Đô tức là bà già bà đế, dịch là Phật Thế Tôn, cũng dịch viên mãn và tùy tâm. Tùy tâm mãn nguyện, mong cầu gì thì được cái đó. Bạn thấy niệm chú lăng nghiêm diệu vô cùng chăng? Cầu gì được nấy, cầu lên trời thì không thể xuống đất, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Thiện hỷ nhập được định lăng nghiêm. Tại sao chú lăng nghiêm có diệu dụng như thế? Vì niệm chú này thì có thể nhập được định lăng nghiêm. Đại định lăng nghiêm là vô định vô bất định, chẳng có lúc nào mà không ở trong định. Do đó có câu na già thường tại định, chẳng có lúc nào không ở trong định. Định lăng nghiêm là định kiên cố, thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được. Vô lượng trí huệ từ đây sinh. Nhập định để làm gì? Nhập định lại có việc hoan hỷ, lại có việc sợ hãi, đều là thấy cái chưa thấy, nghe cái chưa nghe. Trong định được như như bất động, liễu liễu thường minh, không bị cảnh giới chuyển mà chuyển được tất cả cảnh giới. Đó là chỗ diệu nhập định lăng nghiêm. Không có định lăng nghiêm thì tùy cảnh giới chuyển, cái gì đến thì chạy theo nó, bị vướng mắc vào cảnh giới. Có định lăng nghiêm này thì không bị cảnh giới chuyển. Mắt thấy sắc, bên trong không dính mắt. Tai nghe âm thanh, tâm chẳng biết. Thấy việc tỉnh việc vượt tam giới, thấy việc mê việc đọa trầm luân. Ở trong định thường sinh vô lượng trí huệ, cho nên định hay sinh huệ. Nếu bạn không nhập định thì bạn không thể khai mở trí huệ. 231. Mạ mạ. Kệ: Ngưỡng kỳ Phật lực gia hộ trì, ngã sợ tác pháp lệnh duyên thành, tạo chứng bất thoái thường tinh tấn, tuyển thánh bạc hiền tốc đề danh. Tạm dịch: Ngưỡng mong Phật lực gia hộ trì, các pháp con làm khiến duyên thành, sớm chứng bất thối thường tinh tấn, tuyển thánh chọn hiền sớm nêu danh. Giảng giải: Ma ma là tự mẫu, nghĩa là ngưỡng mong oai lực của Phật gia bị chúng ta, khiến cho chúng ta đắc được thành tựu. Cho nên nói ngưỡng mong Phật lực gia hộ trì, ngưỡng mong Phật lực gia trì bảo hộ. Các pháp con làm khiến duyên thành, các pháp mà ta tu như tụng trì pháp chú lăng nghiêm, pháp 42 tay và mắt, và tu tất cả thiền định đều sớm được viên thành. Tóm lại, ma ma là tất cả các pháp mà ta tu sớm được thành tựu. Sớm chứng bất thối thường tinh tấn, sớm chứng được bất thối chuyển
vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bất thối chuyện có ba bất thối. Một, vị bất thối, không thối lùi về hàng nhị thừa, không thối lùi bồ đề tâm. Hai, hạnh bất thối, vĩnh viễn tu hành bồ tát. Ba, niệm bất thối, không phát tâm tiểu thừa. Đều hành bồ tát đạo, hành pháp đại thừa, đó là ba bất thối. Sớm chứng được ba bất thối này mới thường được tinh tấn, bằng không thì không thể thường tinh tấn được. Tuyển thánh chọn hiền sớm nêu danh. Trong sự tu hành, Phật Bồ Tát cũng phải tuyển chọn, xem chúng ta ai đủ trình độ, đáng được vào quả vị Bồ Tát hoặc là quả vị Phật, sớm nói với chúng ta, khiến cho chúng ta đắc được quả vị bất thối, khiến cho chúng ta biết tu hành như thế nào. 232. Ấn thố na mạ mạ tỏa. Kệ: tụng trì mặc niệm thiểu ý ngôn, thị giáo lợi hỷ quá đại thiên, sở tác chư pháp tất cứu kính, bất tăng bất giảm đáo niết bàn. Tạm dịch: tụng trì mặc niệm bớt nói năng, bày giáo lợi ích độ mọi người, chỗ tu các pháp đều rốt ráo, không tăng không giảm đến niết bàn. Giảng giải: học chú trước hết phải chánh tâm thành ý, nếu tâm không chánh thì học chú gì cũng đều là tà. Tâm chánh học chú mới có cảm ứng. Tâm chánh còn chưa đủ, còn phải thành ý. Thành ý tức là niệm từ từ, tơ hào đều không cẩu thả, không thể phô diễn lơ là, mới có cảm ứng. Nếu bạn không phải chánh tâm thành ý mà tồn tại tà tri tà kiến, muốn đi hại người, tức là ma pháp, là pháp của ma vương thực hành. Ma là hại người, không lợi người. Người chân chánh muốn tu pháp với bất cứ hình thức nào cũng không được hại người. Phải tồn tại tâm lợi ích chúng sinh, đừng có tư tưởng học chú vì để hàng phục ma quỷ, hoặc là khởi tâm đối đãi với kẻ khác. Trong Phật giáo không có kẻ địch, không trả thù với bất cứ người nào. Tức là bất cứ ai đối với mình có chỗ không tốt cũng phải nhẫn nại, tu nhẫn nhục ba la mật, không sinh tâm báo thù. Đó là chỗ cao siêu của Phật giáo. Các tôn giáo khác chẳng có tinh thần như thế. Tuy gia tô giáo nói ái địch, nhưng chỉ bất quá nói ngoài miệng mà thôi. Họ thật ái địch chăng? Họ cho rằng Phật giáo là kẻ địch của họ. Họ ái Phật giáo chăng? Tuyệt đối không. Họ mở miệng thì là ma quỷ, câm miệng cũng là ma quỷ. Tông chỉ của Phật giáo quan trọng hơn hết là dù bạn là ma quỷ, tôi tuyệt đối cũng không hại bạn, cũng nhiếp thọ bạn, mà không sinh một thứ pháp đối đãi. Đó là giáo nghĩa đặc biệt nhất của Phật giáo. Đối với bất cứ chúng sinh nào cũng đều có tâm từ bi, không hại họ. Chú Lăng Nghiêm là kinh thiên địa, khốc quỷ thần, là linh văn hữu hiệu nhất. Cho nên chúng ta học được chú Lăng Nghiêm thì phải luôn luôn lúc nào cũng có tâm từ bi, khởi tâm động niệm đều không đi hại người. Người khác đối với mình không tốt như thế nào cũng không ghét họ, cũng không hại họ. Tâm lượng phải lớn như 3000 đại thiên thế giới, đem tất cả sung la vạn tượng đều bao quát trong đó. Đó mới là bổn phận của Phật giáo đồ. Chúng ta nên nhớ, đừng có hành vi phạm thượng, làm loạn. Có những thứ hành vi như thế rất là nguy hiểm. Ấn thố na, dịch là tụng trì, lại dịch là mặc niệm, lại dịch là thiểu ý ngôn. Tức là đừng nói nhiều lời, đừng khởi nhiều vọng tưởng. Chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán. Thế nào là chuyên nhất? Tức là không sinh tâm hại người. Nếu tồn tâm hại người, tương lai rất là nguy hiểm. Do đó có câu: làm nhiều điều bất nghĩa thì đưa mình đến chỗ nguy, hại người trở lại hại mình. Giết cha người thì người giết cha mình, giết anh người thì người giết anh mình. Đó là nhân quả. Chúng ta là Phật giáo đồ, phải tránh nhân ác, nếu không thì tương lai sẽ thọ lấy quả báo ác. Cho nên nói,
tụng trì mặc niệm bớt nói năng, thị giáo lợi hỷ quá đại thiên. Câu này lại dịch là thị giáo lợi hỷ, chỉ bày chúng sinh Phật giáo, khiến cho họ đắc được lợi ích quan hỷ. Do đó nhìn lại, chúng ta muốn lợi ích người thì phải khẩn trương lợi ích người. Có câu rằng, tài bồi mảnh đất trong tâm, nuôi lớn bầu trời bản tánh. Thường lợi ích người khác, lâu dần thì có đức hạnh. Chẳng phải cứ kêu người lợi ích cho mình, còn mình thì chẳng lợi ích cho người, dưỡng thành một thứ tánh ỷ lại, cứ muốn tìm tiện nghi. Thấy những người trên thế gian chuyên tìm tiện nghi, kết quả đều thất bại. Nếu bạn không tin, hãy nghiên cứu tỉ mỉ. Bất cứ người nào thất bại đều là tham mà không biết chán, đi khắp nơi tìm tiện nghi, kết quả đều thất bại. Bạn thường lợi ích người, khiến người hoan hỷ, thì bất cứ đến đâu, người đều theo đó mà sửa đổi. Khổng Tử có nói, lời nói phải trung tín, hành vi phải thuần kính. Nói ra lời gì phải thành thực, có tín dụng, không thể trừng mắt cứ nói dối giống như là lời thật, nhưng thật ra cứ lường gạt người. Hành vi nhất định phải thành thật, thuần hậu, tự hạ mình, cung kính tất cả. Đều phải tồn tâm khiêm cung hòa nhã, đừng có tư tưởng cống cao ngã mạn, cảm thấy ai ai cũng không bằng mình. Như thế thì không thể được.